Lưu ý trước khi xem chuyện. Đây là video dựa vào chuyện chữ cho nên phần âm thanh sẽ không trùng khớp với phần hình ảnh. Mọi người chỉ nên tập trung vào phần nội dung hấp dẫn của chuyện thôi nhé. Chúc mọi người xem chuyện vui vẻ. Là kế hoạch chu sát Mạc Phàm thấy Trương Tiểu Hầu ảo não trở về, lập tức hỏi. Trương Tiểu Hầu gật đầu, nói, vâng, em nghĩ tham dự, nhưng toàn bộ người trong kế hoạch đã được xác định. Tổng quân sách cần giữ lại một ít nhân thủ, phòng ngừa tình huống bất ngờ, vì thế em vẫn tiếp tục ở tại chỗ chờ lệnh. Thành viên ở tại chỗ chờ lệnh cũng nằm trong một phần kế hoạch, một hạng mục kế hoạch, không cần chỉ có thành viên hành động, càng phải có thành viên phòng giữ. Nếu không một khi thành viên hành động tan tác thì chẳng khác nào đem cả tòa thành thị tràn trùng hiện ra trước mặt Hải Yêu Tương thiếu như có bối cảnh quân đội. Đối với một ít kế hoạch cao tầng lập ra thì có thể hiểu được. Những người ở tại chỗ đợi lệnh như Trương Tiểu Hầu này, không phải là không nhét vào được trong kế hoạch, mà là bọn họ phụ trách một phần khác của kế hoạch. Tất cả đều cần được cân nhắc. Phía sau là cả tòa thành thị 10 triệu người, không thể có loại sách lược ăn cả ngã về không. Long, tiếng gào giống như trống trời đang vang vọng ở chân trời, hải vương khô lâu vẫn tiến lên phía trước tự hồ như nó hiểu rất rõ với đề phòng của nhân loại chỉ có điều là nó không để ý tới nó đi vào vùng biển hiện ra hào quang màu vàng óng bỗng nhiên toàn bộ tầng mây giữa bầu trời đột nhiên biến thành màu vàng óng trời màu vàng óng phía trên xuất hiện vết rách nhgfn thấy mà giật mình sau đó một thanh thánh quang thiên kiếm thẳng tắp rơi xuống tạo nên quang sóng để không gian xuất hiện vết nứt như thủy tinh vỡ phạm vi đạt tới mấy cây số liệt thiên kiếm đây rõ ràng là trung cực ma pháp quang hệ siêu giai cấp thứ ba có người nói quân chủ cũng sẽ chết vì cái kiếm này thánh tuyệt liệt thiên kiếm mặc phàm muốn nhìn xung quanh xem là tác phẩm của đại sư sư quan hệ siêu giai nào rất nhanh mặc phàm phát hiện ra một đám pháp sư ở chỗ xa hơn đang không ngừng phát ra vòng ánh sáng vàng óng trên thân bọn họ cũng mặc pháp bảo vàng óng trên vai có huy chương pháp sư minh châu rõ ràng là pháp sư thượng vị ma không phải là một người mà là một đội pháp bảo màu vàng óng ánh sáng soi chiếu mặc phàm lần đầu thấy được một đám cường giả tháp pháp sư đông phương minh châu bọn họ như địa tiêu là biểu tượng kim sắc của ma đồ. Hải vương khô lâu đã sớm có dự liệu thân thể truyền theo nước biển mà rời đi chỗ khác. Chỉ là liệt thiên kiếm có vầng sáng khóa chặt cực cường, thân kiếm hơi nghiêng nhưng vẫn tạo ra chấn động thiên địa chỉ vào hải vương khô lâu. Thiên liệt địa toái loại ma pháp cấp bậc này đã tiếp đỉnh cao của nhân loại theo thánh quang thẩm phán. Mọi người dưới ánh sáng lộng lẫy chiếu rọi cảm nhận được một tia an ủi. Nhân loại cũng có lực sát thương tuyệt đối. Hải vương khô lâu không tránh né vết nứt liệt quang thánh kiếm nóng dựng trải rộng thân thể to lớn của nó từ đầu cho tới hai chân. Long. Hải vương Khô Lâu gào thét, dĩ nhiên là bị thương. Tiếng gào thét này cũng là đang kêu gọi sức mạnh của nó, nhưng khi sắp thấy thân thể chia năm xẻ bảy, nước biển từ xa tụ tập lại. Nước biển chính là tính mạng của nó. Biển nông hầu như khô cạn, Tân khu phố Đông bị ngâm cũng dường như lộ ra vẻ nguyên bản, Hải vương Khô Lâu uy năng thông thiên, trong khoảnh khắc điều hải dương để nước biển bổ khuyết vị trí bị đánh nát. Cầm cố nước biển. Tổng quân sách cao giọng nói. Lúc này bên trong các pháp sư thượng vị, một nhóm cường giả trên người mặc kim bào màu xanh lam bỗng nhiên xuất hiện bọn họ không đứng thành đội mà đã sớm phân bố ra những vị trí khác nhau trong hải vực mỗi người đều dùng lực khống chế của bản thân nước biển cuồn cuộn dâng tới hải vương khô lâu như bị nguồn sức mạnh nào đó lôi lại rất hiển nhiên các pháp sư mado đã thăm dò qua năng lực dùng nước biển để chữa trị của hải vương khô lâu vì thế lần này sẽ không cho hải vương khô lâu có cơ hội chữa trị có thể chu sát được hải vương khô lâu hay không thì phải xem những pháp sư thượng vị thủy hệ này trương tiểu hầu nói nhiều siêu giai như vậy mặc phàm cảm thán mặc phàm hiện tại gặp không ít các pháp sư siêu giai đó là vì bản thân mặc phàm cũng có thực lực siêu dai gặp phải sự tình thì đi tới sẽ gặp người có cấp bậc này nhưng trước khi mặc phàm lên siêu dai số lượng siêu dai nhìn thấy được rất ít ỏi mỗi một người đều là boss ẩn hiếm gặp nhưng bây giờ lại nhìn thấy từng đám cực kỳ hiếm thấy nghĩ tới không phải đại nạn trước mặt thì không có khả năng nhìn thấy cảnh tượng như vậy nhiều cường giả nhân loại như vậy không khỏi khiến nguo ta nhiệt huyết sôi trào đối đầu kẻ địch mạnh đồng tâm hiệp lực chính là pháp tắc sinh tồn lớn nhất của nhân loại quân đoàn cao giai tổng quân sách lại một lần nữa ném lệnh kỳ lên không trung lá cờ thiêu đốt như liệt diễm tỏa ra bốn phương trăm người thành đội hết đội này tới độ khác nếu không phải trong phạm vi năm cây số có tầng tầng lốp lốp tinh tọa bay tán loạn lóng lánh thì mặc phàm còn không ý thức được ở quanh chiến trường đất hoang còn có một đoàn thể cao dai khổng lồ như vậy toàn bộ đều là pháp sư cao dai như vậy quân đoàn chia thành hơn 20 đội nối liền thành một hình quạt hào quang tinh tọa như vô số ngân hà trồng chất lên nhau điểm đầy hải dương biển nông phố đông chưa bao giờ có ánh sáng tràn ngập nhưng hào quang tinh tọa mới chỉ là khởi đầu. Nguyên tố hủy diệt chân chính sẽ hiện lên sau khi tất cả khung tinh tọa hoàn thành. Nếu như tinh tọa hiện lên là trồng chất ngân hà, như vậy khi vô số quang lạc man trượng, thiên diễm lễ tang, băng phong linh cữu, phong dực thiết xuất hiện giống như hạt mưa, chính là cảnh ngân hà tan vỡ. Gào thét, xé rách, phá nát, cuồn cuộn, mài ép, bao phủ. Những quần pháp cao giai kia cùng quần pháp trung giai kia không phải cùng một khái niệm, nếu không phải biển vô hạn, trời vô biên thì có cái gì chịu được sự hủy diệt cuồng tức như vậy. Nước biển mười mấy cây số bốc hơi lên, trời cao lấp kín mây hủy diệt hải vương khô lâu sừng sững dưới quần pháp rõ ràng không ít chỗ đổ nát nó hết miệng rít gào nó đang tức giận từng màn thuẫn vần đục đang xoay tròn xung quanh nó sau khi bị đánh nát thì tái sinh quần pháp cao dai trùng điệp nện xuống hải vương khô lâu cực kỳ cuồng nhiên mặc cho trên thân nó chóc ra từng mảng vậy mà nhảy lên đón lấy màn mưa quần pháp cao dài va chạm trọng quyền đánh ra hải vương khô lâu hoàn toàn như kim cương ma thần trong mưa bom bão đạn hoành hành không biết bao nhiêu ma pháp cao dai bị nó đánh cho nát tan hải vương khô lâu hoàn toàn không lùi thậm chí là nghênh đón liệt vũ đầy trời giết một đội pháp sư cao dài băng máu trong một khu vực tinh tọa trồng chất tràn ra dưới chân khô lâu hải vương đổ chót bọn họ cách nhau rất xa nhưng mặc phàm rõ ràng đội pháp sư cao dài kia gần như là chết sạch một đội có hơn trăm pháp sư cao dài một dẫm bay lên không này nổ chết toàn bộ quân đoàn cao dài lùi lại cấp tướng chặn đánh chính diện tổng quân sách trắng xám lại một lần nữa ném lệnh kỳ lên trời mặc dù nguyên tố không có tán đi nhưng vẫn thấy được đoàn kỳ diễm đặc thù này quân đội cấp tướng rốt cuộc cũng đã phát động nguy hiểm nhất định là người chặn đánh chính diện hải vương khô lâu tàn bạo cùng bá đạo bất kỳ quân nhân cấp tướng nào đều sẽ trở thành người hy sinh kế tiếp nhưng không còn cách nào khác muốn chu sát thì phải trả giá cực lớn không có người chặn đánh chính diện thì hải vương khô lâu có thể tới lui thoải mái pháp sư cấp tướng xuất hiện từ bốn phương tám hướng trên mỗi người bọn họ đều có tinh cung óng ánh cực kỳ chói mắt hiện lên hải vương khô lâu đang tiếp tục hành hạ quân đoàn cao dai tới chết pháp sư cấp tướng xuất hiện đúng lúc chặn nước biển cự quyền của hải vương khô lâu vung ra nước biển cự quyền nắm giữ lực phá hoại cực cường có thể dễ dàng tạo ra một hố sâu trong vùng biển ông các pháp sư cao giai vì để quân pháp cao giai đạt tới hiệu quả trồng chất đứng khá tập trung nếu như không có một pháp sư không gian hệ cấp tướng đúng dùng dịch chuyển tức thời mang tất cả bọn họ đi sợ là sẽ có một vũng máu tươi bắn tung tóe quân đoàn cao giai phân bố hình quạt bắt đầu tập trung lại trên mặt mỗi người bọn họ đều mang theo sợ hãi vùng biển bao la có nhiều ma pháp sư cao cường như vậy kết cục vẫn không ngăn được hải vương khô lâu này hoành hành quả thật là đáng sợ tới cực điểm rõ ràng hải vương khô lâu nắm giữ trí tuệ rất cao nó biết có nhiều ma pháp sư trung giai sông tới nhưng lại không có thời gncde ý tới tinh cung siêu dài dựa vào thân thể cực kỳ mạnh mẽ mà nó tiếp tục đuổi theo quân đoàn cao giai hình quạt lấy khả năng của nó tuyệt đối làm cho nhiều cao giai phơi thay ngoài khơi vù mây lại một lần nữa tỏa ra hào quang màu vàng thánh quang thiên kiếm như vết rách phía chân trời lại rơi xuống lần nữa liệt thiên kiếm bổ mạnh vào thân hải vương khô lâu sức mạnh trận pháp trung cực quan hệ này mới có hiệu quả rõ ràng ép lui hải vương khô lâu như vậy quân đoàn cao giai mới có thể chạy trốn là một thánh quang trận cách một khoảng thời gian lại sinh ra liệt thiên kiếm tiến hành tung đòn tấn công hủy diệt đối với ma vật nằm trong trận chẳng trách vừa nãy tổng quân sách nhất định để hải vương khô lâu bước vào trong đừng thấy liệt thiên kiếm này mỗi lần chỉ tạo được một chút thương tổn cho hải vương khô lâu nếu trận chiến kéo dài thì liệt thiên kiếm sẽ trở thành vũ khí có sức uy hiếp nhất tương thiếu nhứ nhìn hải vương khô lâu bị ép lui nói mặc phàm quên luôn cả nói chuyện bất kể là nhân loại triển khai đội hình phô trương hay hải vương khô lâu biểu hiện ra thực lực chân thực đều mạnh tới nỗi làm mới luôn nhận thức trong quá khứ dù cho là mình có tiến vào trong chiến đấu như vậy thì sợ cũng là một cá thể nhỏ bé mặc phàm khả năng cái tên này còn mạnh hơn đồ đằng huyền xà một ít linh linh nói Ừm mặc phàm gật đầu trong quá khứ thì mặc phàm hay lấy đồ đằng huyền xà để tiến hành cân nhắc một số sinh vật quân chủ tương tự với sphinx bá hạ sơn phong chi thi đều được mặc phàm liệt vào một hàng với đồ đằng huyền xà là trí tôn quân chủ có thể nói nhân vật mạnh mẽ đứng đầu nhất trong cấp quân chủ dưới đế vương là hẳn không có bao nhiêu đối thủ hiện tại hải vương khô lâu xuất hiện để mặc phàm không thể không tiến hành định nghĩa một lần nữa hải vương khô lâu này dưới tình huống một trọi một thì đồ đằng huyền xà cũng chưa chắc là đối thủ của nó cẩn thận tìm một vòng mặc phàm cảm thấy có thể so thực lực được với tử thần hy lạp hải lạp kia cường thú kém nhất dưới chứng hắc ám vương trong hắc ám vị diện hải vương khô lâu không đơn thuần có thể thuấn sát một đám lớn pháp sư cao dai ngay cả pháp sư siêu giai tu vi thấp hẳn cũng một đòn là chết pháp sư cấp tướng đang vây công mặc phàm thận mắt thấy một pháp sư băng hệ siêu dai vì không duy trì đủ cự ly bị quyền trùy hải vương khô lâu làm cho tan xương nát thịt Quân thể cao dai nhất định phải ở bên ngoài chờ thời cơ thích hợp siêu dai chia làm hai nhóm đánh chính diện cùng đánh cạnh sườn còn quân đoàn từ cao dai trở xuống quân đoàn trung dai quân đoàn sơ dai căn bản chỉ có thể tạo thành một bức tường người phòng ngừa uy tức của hải vương khô lâu thổi tới thành thị hoàn toàn không có khả năng tham gia chiến đấu cự ly thi pháp của ma pháp trung giai, sơ dai là có hạn nếu không có trận pháp đặc biệt thì bọn họ không cách nào tồn tại trên chiến trường bất kỳ uy lực nào bắn ra sẽ ép họ thành bột phấn long thân thể hải vương khô lâu bỗng nhiên chìm xuống dưới dần dung nhập vào nước biển thượng vị thủy giả đừng để cho nó chạy trốn tổng quân sách nói những pháp sư thủy hệ trong thượng vị đã sớm dự liệu được tình huống như thế lập tức đem lực khống chế của bản thân trải rộng trong nước biển mênh mông cũng tạo thành kết giới ngương thủy ngăn cách vị trí giáp giới giữa biển cả cùng bầu trời có thể thấy trong vùng biển bao la rộng rãi có một tòa bức tường nước biển vô cùng hùng vĩ có thể so với viễn cổ trường long họa ở trong đó. Long, Hải Vương khô lâu rít gào, làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ là tên này không có ý chạy trốn. Nó ngâm mình trong nước biển tựa như để triển khai ra yêu pháp vô thượng của nó, lập tức thấy trong nước biển cực kỳ vận đục kia có xương cốt đếm mãi không hết dâng lên. Bạch cốt nhiều như là bọt nước. Càng lúc càng có nhiều bạch cốt cuồn cuộn, trông chất ngay chỗ Hải Vương khô lâu một tòa cốt sơn to lớn. Bàng cốt chi sơn này đang tiến về phía trước, rõ ràng là hình thành một sóng thần siêu cấp hoàn toàn do bạch cốt đáng sợ tạo thành, đang đánh về phía vùng biển đông phố đông tất cả mọi người đều chấn kinh sóng thần xương cốt hôn thiên ám địa có thể thấy được ngàn tỷ hài cốt như nước biển phủ kín đại địa cuồn cuộn kịch liệt đánh lên bầu trời cuối cùng toàn bộ thế giới như bị kéo vào trong vực sâu địa ngục xương chất thành núi hài cốt thành biển khiến người ta tê cả đầu tuyệt vọng ngạt thở các pháp sư cấp tướng khó mà chạy trốn dù bọn họ là cường giả siêu giai thân kinh bách chiến thì đều chỉ có thể dùng hết sức tự vệ mà tất cả những pháp sư thượng vị vẫn đang duy trì khoảng cách xa kiềm chế cùng chịu ảnh hưởng có người bị đánh cho miệng phun máu tươi, có ngoi bi xương cốt cuốn vào, sống chết chưa rõ, càng có người mất mạng tại chỗ, hai cốt lẫn vào bên trong. Mặc phàm chúng ta vẫn nên rời đi thôi, tương thiếu như bị cảnh tượng trước mắt dọa cho run. Lần thứ nhất thấy pháp sư siêu giai không đỡ nổi một đòn như thế, mà trong đám chu sát giả này có nhiều người mang thực lực vượt xa bọn họ, cuối cùng vẫn không có cơ hội sống. Khốc liệt tới cực điểm, chiến đấu căn bản không kéo dài được bao lâu, cường giả trong nhân loại liên tiếp chết đi. Chúng ta lùi ra xa một chút, Mặc phàm không phản đối, đừng nói với mặc phàm hiện tại ma năng còn thiếu mặc dù trong trạng thái đầy đủ mà bị cuốn vào trong sóng thần khô lâu thì cũng chết không toàn thây sóng thần khô lâu lan tới cực xa các quân pháp sư đếm mãi không hết trên chiến trường đất hoang bị nghiền nát tử thương nặng nề không chỉ có pháp sư cấp tướng cùng thượng vị còn có những quân đoàn cao ra hình quạt trong đại trận sức chiến đấu của bọn càng như là bia đỡ đạn trong trận chiến này hai cốt tràn ngập sắc khí cuồn cuộn phong tuyến chiến đấu của nhân loại miễn cưỡng lui về phía sau gần năm cây số ma thân hải vương khô lâu vẫn đứng sừng sững tại vùng biển nông phố đông càng lúc càng gần đại đô thị phồn hoa của nhân loại. Giả như thật sự để nó bước vào tòa cự thành này của nhân loại, sẽ có bao nhiêu xương khô trải đầy đại dương. Trên độ cao 460 mét cao nhất của tháp pháp sư Đông Phương Minh Châu, một người đàn ông mặc pháp bảo hắc kim đứng im. Dưới chân người này chính là khu vực phồn hoa nhất, mấy chục tòa nhà cao chọc trời, nhìn xuống chính là con đường đan sen, xe cộ như nước, người đến người đi. Người đàn ông mặc pháp bảo hắc kim nhìn xuống dưới, rồi lại phóng tầm mắt về phía xa. Đê biển không cao, không thể che nổi toàn bộ tòa nhà cao chọc trời, kết giới vòng trời cũng bọc lại khu vực này không trở thành đại dương. Chỉ là ma ảnh ở xa đã thấy được rõ ràng, vô số cơn gió phá bầu trời thấp cùng khuấy lên vần đục ngoài khơi. Tình cơ có một ít thánh quang chiếu tới, toàn bộ dường như trong đêm tối bị ám tinh nuốt chửng hoàn toàn trong chớp mắt. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, còn chờ thêm nữa sợ là sẽ mất đi thứ quý giá nhất Hắc Kim Pháp bảo giả nói. Xác thực, chúng ta không ngừng mất đi tôn nghiêm cường giả trước mặt Hải yêu, từng có lúc yêu ma bước vào an giới, bất luận cấp bậc gì cũng bị chúng ta chảm sát làm sao sẽ như ngày hôm nay bị người đạp vào thành thị một thân ảnh khác như nấp trong bóng tối, miễn cưỡng có thể thấy người này đạp không. Vậy thì ra tay đi, để yêu vật càng rỡ này mở mang kiến thức một chút mạnh mẽ chân chính của chúng ta bầu trời càng cao hơn lại có một thân ảnh mây huyễn. Tổng cộng có ba người, bọn họ đều đang ở đỉnh tháp Pháp Sư Minh Châu, độ cao này gần chạm tới mây, quan sát được đồng thời thành thị cùng vùng biển nông. Hắc Kim Pháp bảo giả, người đạp không, thân ảnh mây huyễn, sau khi bọn họ có cùng ý kiến thì đồng thời biến mất. Miễn cưỡng thấy rõ chỉ có Hắc Kim Pháp bảo giả, hóa thành một đạo ánh sáng hắc kim như một đạo ngấn khí phá tan hắc vân sạch qua màn trời tối tăm kinh hoàng tổng quân sách trắng xám đột nhiên ngẩng đầu lấy nhãn lực của tổng quân sách mới thấy được trên bầu trời có ba người bọn họ lặng yên không một tiếng động tham chiến nhưng mang khí thế ngập trời đỉnh vị giả trên mặt tổng quân sách miễn cưỡng có một tia biểu cảm trong tháp minh châu thượng vị giả biểu hiện cho quần thể mạnh nhất nhưng còn có cực ít người bọn họ không chỉ ngồi ở vị trí cao càng là tồn tại đỉnh cao ma pháp sư dù cho không phi thăng thành cấm chú nhưng bọn họ được xưng là có thể đối kháng cùng cấm chú. Khác cấm chú ở chỗ là không dùng được ma pháp cấm chú. Mà mạnh mẽ của pháp sư cấm chú không chỉ là bọn họ không chế thần chú thi pháp hủy diệt thiên địa, càng cho tất cả ma pháp của bọn họ đều bước vào cảnh giới trung cực không gì sánh được, dù cho pháp sư siêu giai bốn hệ mãn tu đều sẽ trở nên vô lực. Ba vị bán cấm chú, đỉnh vị giả tháp Minh Châu. Bọn họ mới thật sự là người có khả năng chu sát Hải Vương Khô Lâu. Chu sát cần thực lực vượt qua mục tiêu, Hải Vương Khô Lâu nắm giữ trí tuệ cực cao, giả như ba vị bán cấm chú ra tay trước thì kết quả chỉ có một đó là chạy mất dép tính cảnh giác của hải vương khô lâu siêu cường nếu không để nó triệt để hãm sâu vào trong chiến đấu bị thương phát điên bành trướng cấp tiến thì làm sao mới tìm được cơ hội triệt để diệt sát nó chỉ cần giết được hải vương khô lâu mang tới uy hiếp to lớn này hy sinh đều đáng giá đỉnh vị giả bọn họ ra tay rồi đó là bán cấm chú tương thiếu như kinh hồ trước khi tới đảo tần hoàng mạc phàm đã được thấy pháp sư mạnh nhất hẳn chính là người bảo vệ nguyệt nga hoàng đời trước nham thị ma pháp thổ hệ của người này làm mặc phàm chấn động nội tâm cùng thiên quan tử đoạn thần thụ chém giết càng là long trời lửa đất thực lực của hải vương khô lâu tuyệt đối nằm trên thiên quan tử đoạn thần thụ vì đạt được mục đích giết chết nó mà đô không tiếp điều động ba đỉnh vị giả có cùng cấp bậc với nham thị chiến dịch này đồ sộ quá mức cảm giác như cuộc chiến liên bang ở núi andes chỉ là trò trẻ con đương nhiên mặc phàm cũng từng trải qua chiến tranh kinh thiên động địa là khi hai đại minh vương chém giết ở bắc cương bát phương vong quân đại chiến với sphinx Sa hạt medusa chi vương xác ướp chi chủ nhưng cảnh tượng số lượng lớn cường giả nhân loại xuất chiến như này cũng tuyệt đối là lần đầu thấy một đỉnh vị giả tựa hồ như cũng có năng lực có thể đơn đả độc đấu với trí tôn quân chủ ba đỉnh vị giả tham gia lập tức thể hiện ra lực khống chế kinh người bọn họ vận dụng ma pháp hoàn toàn thoát khỏi khuôn mẫu tinh ngấn quỹ tích thông thường dù cho lực lượng siêu giai hủy diệt siêu nhiên cũng là tiện tay cấu thành mỗi một lần lực lượng bằng bạc phát tiết đi ra đều bắt nguồn từ chính bản thân bọn họ như một võ giả thành thạo kỹ xảo nhất hiểu rõ động tác tứ chi cơ bản nhất cuối cùng biến thành chiêu thức không thể ngăn lại được sau khi hải vương khô lâu dùng sóng thần xương khô thì không ngừng tàn sát mặc dù có trận pháp liệt thiên kiếm đều không áp chế nổi nhưng sau khi ba đỉnh vị ra tay hải vương khô lâu không ngừng bại lui những vết thương trên thân ngày càng nghiêm trọng ma khí thôn sơn hà bị thánh quang của đỉnh vị giả áp chế khó tạo thành uy hiếp cho các đoàn thể pháp sư khác trên chiến trường đất hoàng giống như chúng ta không cần lùi ra xa một chút nữa mặc phản nói đỉnh vị giả ra tay các đoàn thể pháp sư khác cũng không đứng một bên quan sát mà tới phối hợp với đỉnh vị giả pháp sư cấp tướng cùng với sĩ khí của quân đoàn cao giai bốc cháy lên Ma thân của Hải Vương Khô Lâu bắt đầu bị đánh sụp. Long. Trong quá trình lui lại thì Hải Vương Khô Lâu bất ngờ nhận một đòn vô ngần nhận, chính là năng lực của Hắc Kim Pháp Bảo giả kia. Vô ngần nhận ma pháp hỗn độn hệ, sau khi xuất hiện thì trực tiếp làm Hải Vương Khô Lâu mất đi cánh tay, không thể thông qua nước biển khép lại. Hải Vương Khô Lâu không có một bên tay, bị chảm vào thời không vị diện khác, tiếng kêu thảm thiết ầm ầm không ngừng vang lên. Giết, giết. Khi thế dâng cao, mọi người đồng tâm hiệp lực UC, theo sát ba đỉnh vị giả bắt giết Hải Vương Khô Lâu. Ma khí ngông cuồng tự đại của Hải Vương Khô Lâu rốt cuộc có dấu hiệu tiêu tán, cảm giác được sinh mệnh của nó đang suy kiệt. Nó muốn trốn vào Viễn Hải. Tổng quân sách mặt trắng sám nói. Đại tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, dựa vào sức lực một người tre ở Hải Lưu mà Hải Vương Khô Lâu chạy trốn, không biết hắn khống chế là năng lực siêu dai đặc thù gì, thân thể hóa thành lò nung liệt hỏa cực nóng, điên cuồng trưng lục rút đi Hải Lưu, biến một khu vực lớn thành đất khô cạn. Chết đi! Hắc Kim Pháp bào giả lạnh lùng nói ra chữ này. Ma pháp hỗn lượng của hắn mang tới không phải là tử vong không phải xảo quyệt là một loại biến mất không rét mà run không thi thể không tàn hồn triệt để không lưu lại thứ gì người đạp không cùng thân ảnh mây huyễn rõ ràng theo hắc kim pháp bảo này làm trung tâm bọn họ ở hai bên trái phải hải vương khô lâu lấy ma pháp của bản thân gắt gao áp chế tất cả hành động hết tất cả yêu lực của hải vương khô lâu đến một vị diện mà ngay cả địa ngục cũng phải run sợ đi hắc kim pháp bảo giả ngâm sướng không gian đang xoay chuyển quỷ dị hắc kim pháp bảo giả hoàn thành tất cả ma pháp trước đó đều dễ như ăn cháo uy lực còn viễn siêu những pháp sư bốn hệ mãn tu kia lần này hắc kim pháp bào giả có thủ thế khởi động ma pháp ấp ủ cùng xúc tích có thể thấy ma pháp tiếp theo chính là sát chiêu tiêu biến hải vương khô lâu cách đó không xa đại tướng quân đứng ở khu vực không có nước biển hắn để hải lưu bốc hơi lên mang ý nghĩa hải vương khô lâu không cách nào đào tẩu theo hải lưu thấy hắc kim pháp bào giả khởi thế ma pháp miễn cưỡng hé ra một nụ cười rốt cuộc có thể ung dung thở một hơi hải yêu trí cường quân chủ thì làm sao vẫn bị chảm. ào 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 đại tướng quân ở phía sau hải vương khô lâu khoảng ba cây số chẳng biết vì sao nghe được ở xa hơn có thanh âm rất cổ quái, hắn nghi hoặc quay đầu, lại bị tình cảnh trước mắt dọa cho ngất. một cái móng vuốt, do hải vực ngưng tụ thành, hoàn toàn như hải dương có sinh mệnh, duỗi ra như thao thiên trảo. nó xuất hiện khi nào thì đại tướng quân căn bản không nhận ra được. móng vuốt khủng bố lơ lửng trên đầu ba vị đỉnh vị giả, kinh khủng hơn là ba vị đỉnh vị giả kia không phát hiện ra. ảo giác sao? không phải ảo giác, đại dương thật sự hóa thành móng vuốt, vô cùng vô tận, rộng lớn như trời, đánh xuống thế giới yên tĩnh trong yên tĩnh cực hạn minh mông có tiếng nổ vang ba vị đỉnh vị giả triệt để hóa thành bột mịn màu đỏ đại tướng quân nhìn trời cao phá nát gần như hồn phi phách tán bởi vì hắn đã gặp thoáng qua tử thần là một nhân loại cực cường giả với bốn hệ mãn tu hải thao thiên trảo kia xem thường hắn mục tiêu của nó là ba đỉnh vị giả âm thanh lớn tới mức cực hạn không ai có tư cách nghe thấy rách màng nhĩ không phải tại trong đầu nổ vang không chịu được mà là một loại yên tĩnh nổ tung đầu trước một khắc nhân loại còn nhiệt huyết sôi trào dưới sự dẫn dắt của ba đỉnh vị giả bừng bừng chém giết hải vương khô lâu hào khí trùng vẫn thiên cỡ nào nhưng hiện tại mọi người lại bị thông thiên trào đập cho hồn phí phách tán không biết qua bao lâu mọi người mới khôi phục lại thính giác hải lưu khôi phục bầu trời vụn vỡ đang chữa trị tất cả mọi người trong ma uyên tử vong dần trở lại thế giới hiện thực chỉ có ba đỉnh vị pháp sư như thánh giả kia là không còn gặp lại bọn họ bị giết đỉnh vị giả đại diện cho nhân loại mạnh nhất là người cách cấm chú một bước bọn họ hóa thành bột mịn màu đỏ cường giả được tín ngưỡng trong mắt của mọi người lại chết thảm đến tột cùng là cái gì? Có thể làm ba đỉnh vị giả chết trong nháy mắt. Nhân loại rốt cuộc chạm tới cái gì, tồn tại trên thế giới này, tu luyện tới cảnh giới cao nhất, lại không đỡ nổi được một đòn. Đê vương mặc phàm đứng ở đó, phảng phất cảm nhận được sợ hãi từ sâu trong linh hồn, dòng máu ác ma chảy trong người lại sôi trào trước bảo vệ bản thân. Nhưng dòng máu ác ma dần lạnh đi, bởi kẻ đứng hậu trường đã rời đi, tựa hồ như đã đạt được mục đích. Những người còn lại, nó đều xem thường. Ấn hành phàm trương tiểu hầu nhũng cả hai chân, sụi lơ ngồi dưới đất tương thiếu như cùng linh linh cũng như vậy sợ khó mà đứng vững vô số người sau đó thoát lực không khống chế được ngất đi thượng vị giả các pháp sư cấp tướng đều ngây người như phỗng trên mặt lộ ra sợ hãi tột đỉnh hải dương lần nữa có sóng vỗ gió cũng gào thét lên chỉ là rất lâu sau đó không có người nào nói chuyện thao thiên trảo không chỉ bóp nát ba đỉnh vị giả mà còn bóp nát cả linh hồn của tất cả mọi người tựa hồ như cố gắng chống lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nó đang đợi nó đang đợi Hải Vương khô lâu cũng chỉ là Cai bẫy mà nó tung ra thăm dò, dẫn đỉnh vị giả của chúng ta ra, sau đó giết chết để chúng ta mất đi dựa dẫm mạnh nhất. Tổng quân sách mặt trắng xám đơ ra tại chỗ, hồn phi phách tán lẩm bẩm. Kết hoạch chu sát nhưng không chu sát được, lại mất đi ba đỉnh vị giả Mado. Ba người bọn họ đều là tồn tại rất có thể trở thành pháp sư cầm chú. Trung quy lại là đã đánh giá thấp trí tuệ của Hải yêu, càng đánh giá thấp kiên trì cùng mạnh mẽ của chúng nó. Mất đi ba đỉnh vị giả chiến dịch tiếp theo của bọn họ càng thêm gian n -a -n -d -a -n G sợ hơn là mọi người đều không biết được kẻ đứng sau này là ai không hề có chút tin tức tình báo chỉ biết nó có thể thao túng toàn bộ đại dương thành móng vuốt cái kia là thao thiên chảo hay chính là bản thân nó từ đầu tới cuối đều không lộ diện bất luận nhân loại có thăm dò bao nhiêu lần tìm kiếm bao lần dù cho triển khai kế hoạch đẩy lùi hải vương khô lâu thì nó cũng chưa từng xuất hiện ngay khi nhân loại phái tới ba đỉnh vị giả thì móng vuốt của nó giáng lâm đây không phải trùng hợp mà là đối phương vẫn luôn ở sau hải vương khô lâu như là thợ săn dù cho loài chim hiếm bay qua cả bẫy thì đều không thu lưới mãi tới khi xuất hiện con mồi có giá trị nhất quân thủ chúng ta đã thất bại tổng quân sách trắng xám như người không hồn cầm bộ đàm nói cho thủ lĩnh bên kia vẫn trầm mặc chúng ta tổn thất ba đỉnh vị giả không thu được tình báo thực lực ngoại hình đặc thù chủng tộc của nó tổng quân sách tiếp tục trần thuật có thể thấy được trái tim của hắn lạnh tới mức không có chút nhiệt độ nào chỉ lệnh ban đầu của quân thủ là thủ vững nhưng có thể căn cứ theo tình huống hiện trường mà đưa ra quyết định tổng quân sách vẫn là liều lĩnh đánh giá quá thấp hải yêu cho nên mới gây ra thảm kịch này tiếp theo bọn họ muốn chấn chỉnh lại chống kỳ như nào lại phải có giác ngộ như nào mới lấy lại dũng khí đối phó với hải yêu ít nhất thì cũng xác định được đông hải cũng có một vị đế vương bên kia hoa quân thủ trầm giọng xuống tổng quân sách nghe được câu này vẻ mặt cay đắng tới cực điểm trả giá đau đớn thê thảm như vậy mà tình báo nhận lại được nghe mà buồn cười thất bại cực điểm mặc phàm linh linh tương thiếu như không biết làm sao để quay trở lại thành phố bọn họ không nói gì chỉ là lặng lặng ngồi ở đại sảnh cảm giác tất cả đều trở nên hơi không chân thực. Cao tầng san sát, xe cộ như nước, phồn hoa như gấm, những thứ này tựa như cũng bắt đầu không chân thực. Bởi vì tận mắt thấy tình cảnh đó, bọn họ đều biết rõ những thứ này đều sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Kỳ thực chúng ta không cần thiết phải ủ rũ như vậy, sở dĩ tên kia vẫn luôn ẩn nấp, đồng thời biến mất ngay lập tức sau khi tung một đòn, chính là kiên kỵ pháp sư cấm chú của chúng ta linh linh nói. Mặc Phàm nhếch miệng. Đạo lý này, nhân loại có pháp sư cấm chú, mà pháp sư cấm chú lại không lộ diện trước đại kiếp nạn này, không ra tay là vì kiên kỵ đế vương hải yêu không biết rõ số lượng hải yêu đế vương trước khi không hiểu được thần uy cùng chủng tộc của chúng nó nhất định cấm chú không thể nào ra tay với bọn họ lại như ngày hôm nay nếu như pháp sư cấm chú ra tay thì người chết sẽ là hắn pháp sư cấm chú không cách nào đơn đà độc đấu cùng đế vương một khi kẻ đứng sau dụ pháp sư cấm chú ra mặt dù cho một đòn không thể thuấn sát cũng sẽ dốc hết toàn lực xuất kích không tiếc bại lộ bản thân để hủy diệt cấm chú quý giá của nhân loại không còn cấm chú còn thứ gì ngăn được đế vương thương tiếc ba ngày mado chìm đắm trong thống khổ khi tổn thất ba đỉnh vị cường giả mà những tướng sĩ trên tiền tuyến chiến trường cứ việc không có một uy hiếp khủng bố như hải vương khô lâu thì cũng không có ai mang tâm ý ung dung mỗi khi ánh mắt nhìn tới viễn hải nhìn hải tuyến nơi chân trời u ám đều sẽ có cảm giác nghẹt thở mãnh liệt ba ngày mạc phàm cũng đã khôi phục trạng thái bình thường độ giang yêu triệt để bị dọn dẹp sạch sẽ cư dân hai bên bờ sông liên tục sơ tán an giới một số khu vực không ngừng áp xúc rất nhiều dụng vườn trái cây hải sản trong một năm qua đều coi như bỏ đi khu vực có thể sống cùng sinh hoạt ngày càng chật hẹp, hơn nữa rất nhiều yêu ma trên lục địa nhân lúc cháy nhà đi hôi của, biến hoàn cảnh xung quanh thành thị càng ngày càng không ổn định, chỉ có thành thị mới hơi an toàn một ít. Chỉ là mọi người càng đi tới thành thị, tài nguyên sẽ càng thiếu thốn, những năm gần đây còn không có tình trạng này, cứ tiếp tục như vậy rất có khả năng xuất hiện vấn đề lương thực. Bờ sông là nơi đất tươi tốt nhất, cung cấp lương thực cho thành phố lớn, bây giờ đã biến thành bộ dạng này đúng là một tổn thất to lớn. Đương nhiên sông Hoàng Phố không phải là mạch máu quốc gia, mà là sông Trường Giang sông trường giang cũng xuất hiện lượng lớn độ giang yêu mục đích của chúng nó căn bản muốn hạn chế ap xúc môi trường sinh sống của nhân loại một khi thủy vực quan trọng như sông trường giang bị xâm chiếm dù cho chiến dịch này có thể thủ vững được cũng sẽ vì vấn đề lương thực mà gây ra náo loạn rất lớn thành thị nhân loại phồn vinh mãi mãi không thể rời khỏi nguồn nước thậm chí một thành thị to nhỏ tỷ lệ thuận với sông lớn chảy qua dùng để vận tải tưới dùng để uống thủy sản cũng có một ít người từng đưa ra nếu hải yêu trong hải dương lợi hại thì tại sao lại không thể bỏ vùng duyên hải nếu như lựa chọn từ bỏ thì đồng nghĩa với việc từ bỏ tài nguyên sinh tồn không có tài nguyên vật chất dồi dào từ vùng duyên hải không có năng lượng tài nguyên chống đỡ mặc dù hoàn toàn có thể di chuyển vào lục địa sẽ không chỉ để nhân khẩu biến thành phần trăm tiêu vong còn có thể trở thành mỹ thực cho yêu ma trên lục địa thật vất vả đứng vững vất vả phát triển nền văn minh tới mức nhất định từ bỏ chẳng khác nào quay lại nhân đại không có cảm giác an toàn chút nào an giới dựa vào thành thị thành thị không đổ thì nhân loại mới có chỗ sống nếu không trở thành đồ ăn cho yêu ma dã ngoại tùy ý bắt giết mặc phàm Mạc Phàm âm thanh linh linh ở bên tai. Mạc Phàm quay đầu thấy tiểu mỹ nhân linh linh đang cầm điện thoại, con mắt tỏa ra ánh sáng, tựa hồ như người gọi tới rất quan trọng. Mạc Phàm hơi nghi hoặc một chút, cầm điện thoại, thấy người gọi tới là đại nghị trưởng Thiệu Trịnh. Quốc gia gặp hạo kiếp như vậy, làm đại nhân vật cấp lãnh đạo quốc gia nhất định là trăm công nghìn việc, đoán chừng thời gian chập mắt rất ngắn ngủi, không nghĩ tới lại đích thân gọi tới cho mình. Mạc Phàm, có một việc cần cậu làm Thiệu Trịnh không khách khí, đi thẳng vào vấn đề. Tôi nghe đây Mạc Phàm nói. Thiệu Trịnh đích thân gọi tới ý nghĩa chuyện này không bình thường nhìn thấy các tướng lĩnh trên tiền tuyến dùng máu thịt tạo thành tường thành chống đỡ hải vương khô lâu mặc phàm làm người nối nghiệp quốc gia này như thế nào mà không ra sức tôi cần người chu sát hải vương khô lâu thiệu trịnh nói mặc phàm trong lúc nhất thời không biết trả lời như nào sau khi thao thiên trảo giết ba đỉnh vị giả hải vương khô lâu cũng bị quân pháp sư siêu giai khác làm cho sợ chạy mất dép chỉ là sau đó không một ai còn dám nhắc tới hai chữ chu sát căn cứ vào tình báo chúng ta có được hải vương khô lâu đang ở trong đảo sương mù biển đông hải dưỡng thương nó bị trọng thương trong thời gian ngắn không thể khôi phục lại được kế hoạch chu sát mado thảm bại không chỉ tổn thất ba đỉnh vị giả mà còn để hải vương khô lâu đào tẩu thiệu trịnh nói nghị trưởng lúc đó tôi có ở đấy nhưng không tham gia mặc phàm nói cậu thấy tên kia rồi sao thiệu trịnh vội vàng hỏi không tất cả đều quá đột nhiên mặc phàm khổ sở nói cậu không cần quản kẻ đứng sau nếu cậu đã ở đó thì tôi cũng nói thật với cậu liên minh siêu dai sau khi đụng phải đế vương đã kinh sợ không người nào dám ra biển truy kích hiện tại hải vương khô lâu đang trong tình trạng suy yếu nhất lần này không diệt trừ nó chờ khi nó khôi phục sẽ gây ra sóng gió ở hải vực ma đến lúc đó sợ không có ai đứng ra ngăn cản thiệu trịnh bình tĩnh nói hiện tại thiệu trịnh cũng rất bất đắc dĩ biết rõ hải vương khô lâu đang trọng thương nhưng không thể ra tay tất cả mọi người đều biết sau lưng hải vương khô lâu có một hải yêu cấp đế vương móng vuốt của nó có thể tiêu diệt ba đỉnh vị giả cùng lúc ngay cả bán cấm chú cũng chết thảm vậy trong liên minh siêu dai còn mấy ai can đảm đi truy kích huống hồ vì để chu sát hải vương khô lâu pháp sư cấp tướng cùng thượng vị giả đều tổn thất nặng nề dù không cân nhắc vấn đề đế vương hậu trường thiệu trịnh vẫn không tìm được mấy người có khả năng chu sát hải vương khô lâu thực lực bây giờ của nó cũng chỉ có một hoặc hai phần đây là cơ hội tốt nhất thiệu trịnh nói một hai phần mười mặc phàm suy nghĩ cẩn thận một chút luôn cảm thấy hải vương khô lâu sẽ bày ra năng lực đáng sợ kia thực lực một hai phần cũng không phải là mình có thể ứng phó được phải biết trong kế hoạch chu sát không tính ba đỉnh vị giả kia đã vận dụng luôn cả đại đội siêu dài mặc phàm chúng ta thảm bại không chỉ có ở hải vực ma nhưng trận chiến ở ma thì người qua đường ai cũng biết giao thủ tàn tạ ở một số nơi thế nào thì chúng ta vẫn còn che giấu được. Để mọi người không tuyệt vọng nhưng trận chiến Mado thảm bại thì nhất định phải cứu vãn một chút người mà tôi có thể nghĩ tới cũng chỉ có mình cậu ngữ khí thiệu trịnh biến hóa rõ ràng. Câu nói chỉ có mình cậu đã làm Mạc Phàm xúc động trong khoảnh khắc. Làm nghị trưởng hiệp hội ma pháp, lại nói câu này với người như mình, có thể thấy người có cấp bậc như Thiệu Trịnh đã trải qua hơn xa bọn họ nơi này, nhìn thấy thứ còn đáng sợ hơn. Mọi người ủ rũ thống khổ, thậm chí là tuyệt vọng, nhưng người như Thiệu Trịnh tuyệt đối không được có tâm tình như vậy. Nghị trưởng, ông không nói thì tôi cũng hiểu rõ ràng Mạc Phàm nói. Không người nào dám đi chu sát Hải Vương Khô Lâu dù nó đang trong tình trạng trọng thương, dù khóa chặt được vị trí cụ thể mà nó dưỡng thương nguyên nhân chỉ có một, đó là Đế Vương ở hậu trường. Đế Vương ở hậu trường kia có còn ở sau lưng Hải Vương Khô Lâu hay không? Giả như bất luận có phái bao nhiêu người đi chu sát Hải Vương Khô Lâu trong thương, đều là một đi khâu trở lại. Dù trong quân đội có người không sợ sống chết, nhưng trải qua một vuốt của Đế Vương, thì cấp trên cũng không tùy tiện lỗ mãng đưa cường giả tới dưới vuốt Đế Vương. Chỉ có Mạc Phàm, là vì mặc phàm có một năng lực tuyệt thế vô song ác ma dù cho đó là một cái bẫy thì mặc phàm cũng có thể hóa ác ma chống đỡ một hai không đến nỗi là hoàn toàn bị giết không thu được tin tức gì của đế vương ở hậu trường ở bên ngoài thì để mặc phàm ra tay chu sát hải vương khô lâu cứu vãn một điểm tôn nghiêm cho trận chiến dịch mado thảm hại này nhưng bên trong thì lại đấu trí so dũng khí với đế vương ở hậu trường nếu đế vương đã xuất hiện hành hung vậy chu sát hải vương khô lâu trọng thương nhất định sẽ có nhân vật cấp bậc cấm chú nhìn chằm chằm để khi đế vương ở hậu trường kia xuất hiện lần nữa sẽ phải trả giá to lớn. Sở dĩ Thiệu Trịnh chọn Mạc Phàm, vì Mạc Phàm là một nhân vật cực kỳ đặc thù. Mạc Phàm ra tay, dưới tình huống chu sát Hải Vương Khô Lâu mà không cần hóa ác ma, vậy thì kết quả chiến dịch Ma Đô cố hết sức tiếp thu được. Nếu như đế vương hậu trường kia xuất thủ cứu Hải Vương Khô Lâu, Mạc Phàm hóa ác ma, cẩn thận đọ sức làm đế vương triệt để bại lộ bản thân. Hơn nữa nếu như nó quá mức liều lĩnh thì cấm chú có cơ hội nhốt lại, thậm chí là giết nó bây giờ người nào cũng biết sau lưng hải vương khô lâu có một vị đế vương đang ẩn núp nếu muốn giành thắng lợi thì nhất định phải có một người vừa có thể đối phó với hải vương khô lâu lại vừa có thể chạy thoát đế vương người mà thiệu trịnh nghĩ tới chỉ có mạc phàm bây giờ mạc phàm đã có bốn hệ siêu giai áp ma lực sẽ theo số lượng hệ ma pháp cùng cấp bậc của mạc phàm mà tăng lên nếu mạc phàm lúc trước ở bắc cương đã có thực lực cường đại chống lại được trí tôn đế vương vậy thì hiện tại có ác ma hóa mà không đánh lại đế vương cũng tuyệt đối không tới mức bị đế vương thuần sát mạc phàm xin nhờ cả vào cậu thiệu trịnh cực kỳ thành khẩn nói Nghị trưởng nói quá đó là chức trách của tôi mặc phàm nói chu sát hải vương khô lâu cần cái gì thì cậu cứ mở miệng thiệu trịnh nói điều động thêm mấy người nữa có được hay không được chiến trường đất hoang vô số thợ thủ công ma pháp đang một lần nữa kiến tạo những gò đất đặt chân kia toàn bộ chiến trường đất hoang cũng nhỏ hơn trước một mảng lớn mọi người mang theo vài phần mất cảm giác đi tu sửa không biết lúc nào sẽ lại bị phá tan lần nữa trương tiểu hầu ó tổng quân sách trắng xám đi tới trên tay cầm một phần thư điều động. Chỉ lệnh tới từ nghị trưởng, hiện tại lệnh cho cậu đi đảo Sùng Minh, tham gia vào một nhiệm vụ bí mật. Trương Tiểu Hầu nghi hoặc, không phải là mình đang ở này đóng giữ sao? Ngoài Hải Vương Khô Lâu thì vùng biển này còn có Hải Yêu Quân chủ mạnh mẽ khác đang dục dịch. Hiện tại điều mình đi, chẳng lẽ Hoa Quân thủ có ý bảo vệ mình? Đây không phải là thứ Trương Tiểu Hầu muốn, các quân nhân khác đều đang lấy máu thịt để thủ vệ đồ Là một thành viên tử cấm quân thì càng phải dũng cảm đứng ra trong số tất cả mọi người đang ủ rũ. Tổng quân sách. Không nói nhiều, mau đi làm lỡ nhiệm vụ xử lý theo quân pháp tổng quân sách lui nói nhiều với trương tiểu hầu trương tiểu hầu nhận lấy thư điều động không khỏi khẽ thở dài một hơi lưu vực trường giang một thân bùn nhơ trong quá khứ mục bạch không bao giờ nhiễm một hại bụi nhưng bây giờ giống như một kẻ lang thang tựa như ở trên một đại thụ khô như đôi mắt kia vẫn tỏa ra ánh sáng nước sông cuồn cuộn chiều rộng vượt quá ngàn mét dễ dàng trở thành nơi hoàn mỹ để hải yêu ẩn thân sông hoàng phố so với sông trường giang trung quy cách biệt còn rất xa một số vịnh hồ nước đều không bằng một ít chỗ rộng rãi của sông trường giang là đoàn pháp sư nam dực mục bạch từ hồ đến sơn bôn ba tới sông trường giang mãi mà vẫn chưa giải quyết xong người đứng đầu có lệnh điều phái từ hiệp hội ma pháp tối cao mục bạch mở thư điều động có hơi nhướng mày phía trên miêu tả vô cùng đơn giản nhưng con dấu có cấp bậc khá cao nói như vậy là có nhiệm vụ gì đó rất bí mật chỉ là tham gia vào một nhiệm vụ không rõ như vậy nhức đầu nhất vẫn là vấn đề nhân viên còn nơi này thì sao mục bạch hỏi tất nhiên là ưu tiên lệnh điều phái pháp sư nam dực kia nói được bên nào nặng bên nào nhẹ mục bạch phân rõ ra được. Đảo Sùng Minh, bởi vì nước biển dâng mà làm cho đất nơi đây giảm đi nhiều. Đảo Sùng Minh nằm ở cửa sông Trường Giang, mục bạch cách không quá xa. Vì để ngăn càng nhiều độ giang yêu tiến vào lưu vực sông Trường Giang, ngăn chúng nó phá hoại rất nhiều thành thị hai bên sông Trường Giang, nơi này đã xây dựng đê biển cao hơn, cũng có một nhánh quân đội đóng quân ở đây. Mục Bạch Trương Tiểu Hầu thấy Mục Bạch mặt mày xám xịt, hơi kinh ngạc hỏi: "Sao cậu lại ở nơi này?" Mục Bạch thấy Trương Tiểu Hầu cực kỳ kinh ngạc. "Không phải nói là hành động bí mật sao?" Mục Bạch còn tưởng mình bị phân vào một đội ngũ quỷ quái không biết thế nào. Không nghĩ tới cả hai chúng ta đều được phân tới đây Trương Tiểu Hầu nhìn thấy thư điều động trên tay Mục Bạch giống với của mình. Mục Bạch miễn cưỡng tươi cười, xem ra hành động bí mật này cũng không tính là gay go, ít nhất là có một đồng đội đáng tin. Người kia, không cảm thấy có chút quen mắt hay sao Mục Bạch bỗng nhiên chỉ vào lều vải cách đó không xa, một chàng trai đang tán gẫu cùng một nữ y tá. Anh Triệu Trương Tiểu Hầu kinh hô. Hai người muốn tới chỗ Triệu Mãn Duyên, chợt phát hiện có một cô gái có mái tóc dài màu ngân tuyết phấp phới đặc biệt mà lại cao quý, trên bãi cỏ chăn nuôi rộng lớn đón gió đi tới, quả thực là kinh diễm tuyệt luân. Mục Ninh Tuyết Trương Tiểu Hầu cùng Mục Bạch kinh ngạc thốt lên. Làm sao Mục Ninh Tuyết cũng ở nơi này? Trên tay cô ấy cũng đang cầm thư điều động. Mục Ninh Tuyết nhìn hai người bọn họ, vừa nhìn thư điều động giống nhau cầm trên tay. Triệu tập chúng ta lại với nhau chỉ có một người Mục Ninh Tuyết nói, Mạc Phàm. Bốn người chờ ở điểm chỉ định, đại khái qua nửa tiếng thì Mạc Phàm mới xuất hiện. Bên cạnh Mạc Phàm còn hai người khác, là một thượng vị giả mặc pháp bào màu vàng óng cùng pháp sư cấp tướng. Người của cậu đến đủ chưa thượng vị giả pháp bào kim sắc hỏi. Đủ rồi mặc Phàm nói. Còn tưởng đội hình mãnh thế nào hoa ra chỉ là một đám thanh niên pháp sư cấp tướng nói thẳng. Cậu nói rõ tình hình cho bọn họ, tôi cùng lão đồng đi tổ chức nhân viên hiệp hội cùng quân đội một thoáng thượng vị giả pháp bào vàng óng nói. Có thể thấy trong mắt thượng vị giả này mang theo vài phần thất vọng. Vốn tưởng nghị trưởng Thiệu Trịnh sẽ tổ chức một đội nhân viên đặc thù cỡ nào đi hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ gian khổ này, Ai ngờ lại là những người trẻ tuổi người không biết còn tưởng bọn họ đi dạo chơi, không có một cái nhìn nào cho thấy đã từng trải qua sóng to gió lớn. Sau khi hai người kia rời đi, nơi này chỉ còn lại năm người. Mạc Phàm, lần này lại làm cái gì? Năm người mở hắc sao Triệu Mãn Duyên hỏi. Đội hình mạnh nhất mà tớ nghĩ đến là các cậu, lần này xem như là nhiệm vụ quốc gia, Chu Sát Hải Vương Khô Lâu Mạc Phàm trả lời. Ha ha ha, còn tưởng cậu nói Hải Vương Khô Lâu vô địch ở Hải vực Mado cơ, Triệu Mãn Duyên đột nhiên cười lớn. Buồn cười thay. Triệu Mãn Duyên phát hiện biểu hiện của những người còn lại rõ ràng không giống. Rất nhanh Triệu Mãn Duyên ý thức được Hải Vương Khô Lâu mà Mạc Phàm nói chính là Hải Vương Khô Lâu vô địch ở Hải vực Ma Đô, cả người sù lên như mèo bị dẫm phải đuôi. Mạc Phàm bị điên nữa rồi đúng không? Hải Vương Khô Lâu đã bị trọng thương, có chuyên gia phân tích thực lực của nó không bằng một phần năm lúc trước, chúng ta liên thủ lại thì có thể chặt đầu nó xuống Mạc Phàm nói. Nói thì nói như gì hai, thôi quên đi, nếu đã là mệnh lệnh của cấp trên thì chúng ta chấp hành Mục Bạch nói. Mục Bạch không nói hết nhưng những người khác đều hiểu không dám ra biển chạm sát hải vương khô lâu đang bị trọng thương không phải là vì mado không có cao thủ mặc dù mất đi ba đỉnh vị giả thì cường giả ở mado vẫn như rừng chỉ là tất cả mọi người đều đang kiên kỵ kẻ đứng ở hậu trường sau lưng hải vương khô lâu kỳ thực em cảm thấy dựa vào thực lực cùng nhân số của chúng ta đi chu sát hải vương khô lâu đế vương kia cũng chưa chắc đã hiện thân một âm thanh lanh lảnh vang lên mọi người quay đầu lại nhìn phát hiện tiểu thiếu nữ linh linh tương thiếu như cùng Opace đang đi tới nói trắng ra thì những tôm tép nhỏ bé như chúng ta không đáng để đế vương liều lĩnh hiện thân để rơi vào cả bẫy mà nhân loại bố trí linh linh nói tiếp linh linh em có nghe qua quy tắc xe dừng lại nhường người đi bộ trong khi tham gia giao thông chưa cũng là đạo lý này nhưng phần lớn tình huống người đi bộ đều nhường xe bởi ai mà biết được trong đầu những tài xế kia nghĩ gì lỡ may bị đụng xe không thể lấy tính mạng của mình đem ra so với trình độ đạo đức của người khác tương tự thì có trời mới biết được đế vương kia có bị bệnh thần kinh đấu đá lung tung và nhất nó ra tay thì chúng ta chẳng khác nào là mồi nhử là bia đỡ đạn không người nào chạy thoát được triệu mã duyên nói triệu mã duyên nói cũng có lý tương thiếu nhứ gật đầu Ừ, xưa nay cậu ta đều yêu quý cái mạng chó của mình mà nói ra không ít lời nói có linh hùng, không ảnh hưởng tới cái gì cả tớ đã hỏi qua đồng tướng quân. Hải Vương Khô Lâu không trốn về Viễn Hải, nó đang lẩn trốn trong một đảo sương mù cách đảo Sùng Minh 50 hải lý. Đại khái là bị thương quá nghiêm trọng cho nên không dám tùy tiện đi vào địa bàn của yêu tộc khác, chúng ta mau chóng xuất phát, phòng ngừa thương thế của nó tiếp tục khôi phục mặc phàm nói. Những người vừa nãy thì sao Mục Ninh Tuyết hỏi. Bọn họ chỉ cung cấp một ít hiệp trợ, xuất lực chủ yếu vẫn là chúng ta mặc phàm nói. Lần này mặc phàm cố ý gọi Mục Ninh Tuyết tới, là vì cân nhắc chiến đấu trên hải dương thực lực của mình không cách nào triển khai hoàn toàn có một người mang thực lực phá hoại không kém gì mình như mục ninh tuyết ở đây thì tỷ lệ thành công nhiệm vụ này sẽ cao hơn nhiều mọi người thường ra bên ngoài rèn luyện nhưng thứ cần thiết đều được chuẩn bị đầy đủ trong vòng tay không gian hiện tại chỉ còn chờ tuyến đường của đồng tướng quân bây giờ biển đông hải bị yêu tộc thái bình dương chiếm lấy chúng nó không chỉ xâm chiếm đất của nhân loại đi theo tàn phá bừa bãi càn quét yêu tộc ở biển đông hải mà còn lấy tất cả hải thuyền đảo dạng san hô tiêu động của chúng nó làm của riêng vì thế phải xuyên qua những hải yêu này tới đảo Sương mù nhất định phải có một con đường hết sức hợp lý nếu không có mà muốn tới trước mặt hải vương khô lâu lại bị yêu tộc cuốn lấy mệt bởi hơi tai đồng tướng quân người của ông còn chưa hoàn thành bản đồ tuyến đường nửa ngày sắp trôi qua mặc phàm có chút nóng này nhiệm vụ lần này có tỷ lệ thành công cực thấp chúng tôi cũng không thể để mấy người chết uổng được nhất định phải chọn tuyến đường ưu tú nhất đồng tướng quân nói căn cứ vào thăm dò trước đó thì hải vương khô lâu là sinh vật có thể thông qua nước biển để chữa trị cho bản thân dù cho lần này nó bị thương nặng nhiều chỗ nhưng nhiều lắm cũng chỉ cần 10 ngày để khôi phục lại như ban đầu linh linh nghiên cứu rất kỹ chiến dịch cùng thăm dò trước đó mẹ kiếp cứ chậm một ngày thì chẳng khác náp để nó khôi phục một phần thực lực triệu mãn duyên nói mặc phàm gật đầu không thể kéo dài thêm nữa ra tay càng sớm thì càng có hy vọng lớn đồng tướng quân thủ hạ của ông thăm dò tới nơi nào thì chúng tôi theo tới đó không thể chỉ hoãn mặc phàm nói chúng ta đối phó hải vương khô lâu là tồn tại vô địch trong cấp quân chủ tại sao có thể làm việc lỗ mãng như vậy được đồng tướng quân nói Nghị trưởng thiệu trịnh để ông toàn lực hiệp trợ tôi không phải là bảo toàn lực chỉ huy tôi, sắp xếp cho tôi một bộ bảo thủ chiến đấu trước đây của mấy người, tôi có quy tắc làm việc của tôi Mạc Phàm không chút khách khí nói với Đồng tướng quân. Đồng tướng quân nghe xong đen cả mặt. Đồng tướng quân còn muốn nói gì đó, nhưng Trương Tiểu Hầu lập tức đi lên phía trước, đẩy Đồng tướng quân sang một bên. Đồng tướng quân, ông phải tin chúng tôi, anh Mạc Phàm từng bắt sống Hồng y giáo chủ Trương Tiểu Hầu nói. Trực tiếp xuất phát, lười nói nhiều. Lũ sinh vật này tự xưng là thần tộc Hải Dương, xác thực nắm giữ năng lực phi phàm chúng nó đem hải vực bá khống làm ra quỷ vụ hải yêu quỷ vụ dày như đám mây dày đặc bao phủ trên nước biển làm cho người đi trên biển dễ lạc lối càng làm cho sinh vật bay trên không trung khó mà xác định phương hướng chính xác tiến vào trong quỷ vụ hoặc bay trên không càng cao hơn trực tiếp vượt qua quỷ vụ trên biển này không thì xuyên vào sương mù dày đặc trên hải dương chẳng khác nào rơi vào trung tâm mê cung ngay cả vật xác định hướng cũng không có hải yêu thật sự là có thủ đoạn chúng ta vất vả có được phi long bay ngang qua được tất cả có thể bay qua lĩnh không yêu ma khác cuối cùng lại bị quỷ vụ này dằn vặt cẩn thận dò đường từng tí một triệu mã duyên oán hận nói bọn họ tiến vào quỷ vụ trong hải dương dựa vào đánh dấu đường để tìm ra vị trí đảo sương mù vì thế cái gọi là khóa chặt vị trí hải vương khô lâu của quân đội kỳ thực khá chuẩn xác biết đối phương ở đâu đó trong mê cung sương mù tôi đã nói với mấy người là chưa có tuyến đường hoàn chỉnh thì đừng xuất phát làm thế này chỉ có tốn thêm thời gian hơn mà thôi đồng tướng quân nói nhắc tới cũng khá kỳ lạ khi tiến vào quỷ vụ hải dương thì sương mù không dày thậm chí có thể thấy biển xanh lam cùng bầu trời cực kỳ tinh khiết ngoại trừ mặt biển thi thoảng có khí vụ màu trắng bay lên hoàn toàn không giống ở trong một cái mê cung to lớn. Chỉ khi bọn họ đi được nửa đường thì bắt đầu vòng xung quanh. Đồng tướng quân thăm dò tuyến đường được tới đây, đi lên phía trước nữa là khoảng yên tĩnh như hồ nước, không thấy đá ngầm, không thấy ánh mặt trời, càng không cách nào dựa vào hải lưu biết rõ phương hướng, vì thế mà đảo sương mù kia ở đâu thì càng làm cho người ta sốt ruột. Nơi đó có một người đang trôi đột nhiên ở chỉ về phía xa, ngữ khí hời hợt. Mọi người đều làm ra vẻ nghi hoặc, sau khi tới gần thì thật sự có người trôi nổi trên biển yên ả, mọi người đều rất kinh ngạc, làm sao mà ở thấy được? nơi này làm sao lại có người trôi làm pháp sư khi đi dò đường thì gặp bất chắc may là còn sống đồng tướng quân ông biết người nay sao là nhân viên trong lần hành động này trương tiểu hầu vội hỏi nơi này có mục bạch hiểu một ít về chữa trị nhưng mục bạch cũng dựa vào nhưng trùng kỳ quái kia mục bạch làm cho người kia tỉnh lại người kia ngâm trong nước biển được một ít thời gian miệng khô tới nứt ra không ngừng yêu cầu nước không phải người của chúng ta đồng tướng quân rất khẳng định nói huynh đài làm sao anh lại trôi ở vùng biển này mặc phàm hỏi nơi này là chỗ nào tôi tới lục địa rồi sao tôi tới lục địa rồi sao người gặp rủi ro này vô cùng sốt sáng hỏi vẻ mặt cũng rất quái dị không biết bị cái gì kích thích nơi này là khu vực quỷ vụ cách lục địa còn rất xa mặc phàm nói đưa tôi trở lại đưa tôi trở lại đưa tôi trở lại nhanh lên người gặp rủi ro này nói mặc phàm giải thích một hồi trước khi chu sát hải vương khô lâu thì sẽ không trở lại nhưng thần trí người này không rõ thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm thiết quái lạ hoàn toàn không cách nào khỏe mạnh thở dài một hơi mặc phàm nháy mắt với A -base. A -base gật đầu dùng ánh mắt để người gặp rủi ro này trực tiếp mê man đi chờ cho người này không dễ ruộng, opace mới đưa tay lên chán người này tư duy của hắn rất hỗn loạn tin tức ta đọc được cũng rất có hạn opace nói với mạc phàm không sao nếu là người qua đường thì vứt hắn trở lại ngâm trong biển mạc phàm nói mục ninh tuyết chừng mắt mạc phàm mạc phàm cười mỉa đi về hướng này trong đầu hắn có ký ức đảo sương mù opace bỗng chỉ vào phía sau hướng này không phải là trở lại không thể nào chúng ta lạc phương hướng nghiêm trọng như thế sao mọi người quay đầu lại không tới mấy phút, Hải Lý bình tĩnh như hồ, rốt cuộc bất ngờ xuất hiện một cái màu đen, là đảo. Cứ việc là một đảo màu đen vô cùng nhỏ, nhưng đã cho thấy bọn họ không còn đi vòng quanh. Ha ha, cuối cùng cũng coi như là triệu mãn duyên vừa định cười, nghĩ tới nghỉ ngơi dưỡng sức trên đảo là Hải Vương khô lâu thì vẻ mặt lập tức tỏ ra yêu thương. Cũng không biết mình vui mừng cái quần què gì. Đừng đi qua đó, Van cầu mấy người đừng đi qua đó, mấy người sẽ chết đó, cả tôi cũng chết theo người gặp rủi ro này. Hét lên như phát điên, cả người như có chút thần kinh thắc loạn. Opes khoát tay mọi người còn tưởng Opace lại dùng thuật thôi miên, kết quả là đập vào sau gáy người này, người này đảo hai mắt rồi ngất. Không thể ôn nhu hơn một chút sao mặc phàm của trách. Có thể tiết được tí nào thì hay tí đó Opace nói. Sắp đại chiến rồi, Opace không muốn lãng phí tinh thần lực đi thôi miên người này, mặc dù cũng trả tốn bao nhiêu yêu lực. Trực tiếp lên đảo, bọn họ cũng không có an bài đặc thù gì, làm là được rồi. Nhưng đồng tướng quân lại nhíu mày, nhìn chằm chằm vào vũng máu khá mới trên đảo. Người kia người kia không phải pháp sư cát à không biết đồng tướng quân đã nhìn thấy gì, bỗng nhiên kinh hô lên. Mọi người tới gần, phát hiện trong máu thịt bé bét có một huân chương tháp Minh Châu, hơn nữa còn là thượng vị giả. Nơi này cũng có, giống như bọn họ không phải là không tìm thấy đảo sương mù, mà là không trốn thoát được khỏi đảo. Cho nên đều chết cả rồi linh linh chỉ vào những thi thể nằm rải rác xung quanh đảo sương mù hải tiêu màu đen này. Phần lớn những thi thể này đều đã biến dạng miễn cưỡng phán đoán được là nhân viên trong lần hành động này thông qua trang phục. Một phần người kia là các pháp sư thượng vị giả, một phần là của thủ hạ đồng tướng quân, có thể nói là nhân viên chuyên cung cấp tuyến đường. Mà những người này đều chết cả rồi, Đồng tướng quân tưởng rằng bọn họ vẫn chưa tìm xong tuyến đường. Không có khả năng, không có khả năng, Hải Vương Khô Lâu bị thương nặng như vậy, nhưng người này dù có đánh không lại thì cũng không thể chết được. Tại sao không trốn thoát, tại sao Đồng tướng quân có chút khó chấp nhận được sự thật này. Hơn nữa Đồng tướng quân lại nghĩ tới khả năng nào đó. Có phải đế vương kia xuất hiện lần nữa giết chết tất cả mọi người nơi này? Nếu như vậy thì bọn họ ở đây chẳng khác nào là người chết. Anh Phạm, nó ở phía trước không biết từ khi nào Trương Tiểu Hầu đã từ phía trước trở về tựa hồ như đã hoàn thành thăm dò đảo sương mù này cũng khóa chặt vị trí của hải vương khô lâu mấy người ở lại chỗ này sáu người chúng ta đi opes cũng ở lại nơi này mặc phàm lo lắng tình huống xảy ra cũng không để cho linh linh cùng tương thiếu như có sức chiến đấu yếu tới opes gật đầu thực tế opes có đi cũng không có ý nghĩa lớn hẳn là hải vương khô lâu có nguyên tố sinh mệnh có thêm một ít thuộc tính vong linh loại sinh mệnh này hoàn toàn bỏ qua bất kỳ đòn tấn công tinh thần hay tâm linh trương tiểu hầu đi trước dẫn đường rất chuyên nghiệp lợi dụng điều động gió hình thành một màn che gió rất vững vàng che giấu đi khí tức của năm người đi phía sau. Đi tới chỗ hơi cao, phía trước xuất hiện vách núi kinh người. Dưới vách núi là nước biển đánh vào, độ cao khoảng trăm mét. Hải Vương Khô Lâu đang ở dưới, nó đang ngồi trong nước biển không ngừng xô tới, dù như vậy thì nó cũng cao gần bằng vách này. Lại như một đại Phật tà ác, không nhúc nhích, làm cho người ta có áp bách to lớn. Hình như nó đang ngủ say, nhưng nếu động thủ thì sẽ tỉnh. Mọi người nhìn bên kia Trương Tiểu Hầu dùng tay chỉ xuống vách núi. Phía dưới có bãi biển nhỏ, trên bờ biển toàn bộ đều là đá màu đen vốn tưởng rằng người tới gần nơi này cũng sẽ bị hải vương khô lâu sát hại tàn nhẫn ai biết bên người hải vương khô lâu lại là từng thân ảnh pháp sư nhân loại nhỏ bé như tôm những người kia thi pháp gì với hải vương khô lâu là thuật thôi miên sao cho nên hải vương khô lâu mới ngủ say như thế mặc phàm không giải thích được mà nói ánh sáng trên thân bọn họ em cảm thấy như là ma pháp chỉ rũ hệ mục ninh tuyết nói đúng là ma pháp chỉ rũ hệ vừa nãy em có tới gần một chút thì đúng bọn họ là pháp sư chỉ rũ hệ bọn họ giống như bị thứ gì đó điều khiển không ngừng chữa trị cho hải vương khô lâu trương tiểu hầu gật đầu mạc phàm vỗ vào gáy trương tiểu hầu em có ngốc không thế vừa nãy sao không ngăn cản chẳng trách người tới trước đó đều chết sạch thực lực hiện tại của hải vương khô lâu đã khôi phục hơn một hai phần rồi sắc mặt mạc phàm thay đổi những người này đang điều trị cho hải vương khô lâu rất rõ ràng là bọn họ đang bị điều khiển tinh thần pháp sư chỉ rũ hệ bị hải yêu nô dịch có pháp sư chỉ rũ hệ đặc thù như thế hải vương khô lâu không cần tới mấy ngày là sẽ khôi phục trở lại hải vực sợ là cả nghị trưởng thiệu trịnh cùng đồng tướng quân cũng không nghĩ tới CHING ta phải làm sao, chúng ta không đánh thức Hải Vương Khô Lâu, hiện tại chúng ta trở về Mạc Phàm có chút do dự. Nhưng Mạc Phàm còn chưa nói dứt câu, một thân ảnh mềm mại hóa thành một cơn gió linh hoạt, trong tay biến ảo ra một thanh kiếm mỏng như lá liễu, trực tiếp chém vào Hải Vương Khô Lâu trong ánh mắt của mọi người. Khi thân ảnh linh hoạt kia gần tới loạn thạch trên bãi biển thì đột nhiên có gió lốc thổi mạnh, mạnh mẽ đánh bay những pháp sư chỉ rũ hệ ra ngoài. Mọi người đều kinh sợ. Nếu là bình thường thì người mạnh mẽ đầu tiên xông lên nhất định là Mạc Phàm, là một người bảy hệ căn bản không sợ đại đa số yêu ma quân chủ, hoàn toàn rất nhiều lúc có thể đối phó chính diện, nhưng rất nhiều lúc mục Ninh Tuyết cũng không nói quy tắc. Cam kiếm chém, Mục Ninh Tuyết cũng là một nữ trung hào kiệt dám đối đầu trực diện với bất kỳ yêu ma nào. Liễu Diệp Kiếm có uy lực băng hóa cực mạnh, lưỡi kiếm còn chưa chạm tới đầu Hải Vương Khô Lâu, đã nhìn thấy nước biển dưới bờ biển đã hóa thành băng thể dày đặc. Thân thể Hải Vương Khô Lâu do nước biển tạo thành, băng kiếm chém xuống, đầu của Hải Vương bổ làm hai. Mục Ninh Tuyết cũng có chuẩn bị trước, biết được thân thể Hải Vương Khô Lâu làm từ nước nên nhanh chóng dung hợp lại với nhau vì thế sau khi một kiếm chém xuống thì tay còn lại tung ra hàn băng trưởng lực lượng băng hàn như phấn bay về đầu hải vương khô lâu quả nhiên vết thương bị đóng băng không cách nào liền lại một lần nữa ầm 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 hải vương khô lâu tỉnh lại nổi giận gầm lên một tiếng là sinh vật thuộc tính vong linh đầu bị chém cũng không tạo thành vết thương chí mạng đây là điểm đáng sợ của hải vương khô lâu nó căn bản không để ý vết rách trên đầu đôi mắt đáng sợ như đèn pha nhìn chằm chằm vào mục ninh tuyết mục ninh tuyết trong mắt nó chỉ là một con bướm bé nhỏ không đáng kể Hải Vương Khô Lâu tức giận cùng mang theo vài phần nghi hoặc, nhân loại nhỏ bé như vậy mà cũng dám khiêu khích nó. Trong biển sâu có bao nhiêu động vật viễn cổ, hải yêu tà ác đều phải đi vòng qua địa bàn của nó, lại có bao nhiêu bộ lạc mạnh mẽ đều thần phục nó. Hải Vương vung lên cánh tay hoàn hảo khác, một quyền giết luôn Mục Ninh Tuyết. Cú đấm này trực tiếp làm nát tan tất cả bông tuyết trên bờ biển, càng cuốn tất cả nước biển trong vài cây số. Đảo màu đen này hóa thành quyền oa vô cùng to lớn, mang sức mạnh mênh mông nuốt hết tất cả. Mục Ninh Tuyết quá nhỏ bé, không thấy thân ảnh mềm mại của Mục Ninh Tuyết trong quyền oa chỉ là mục ninh tuyết không nhu nhược như vẻ bề ngoài thậm chí khi nắm đấm vào tới mục ninh tuyết dùng kiếm bổ ra một vết nứt trên tuyển oa minh mông vết nứt này che kín bông tuyết như trong đại dương xuất hiện băng sơn đứng trong hẻm núi kiếm khí cùng bông tuyết tạo thành một khu vực không bị cự lực uy hiếp làm cho mục ninh tuyết không lùi lại phía sau vạn ngấn mũi kiếm liễu diệp băng kiếm trong tay mục ninh tuyết hướng về phía trước hoa lệ thoáng chốc mũi kiếm xuất hiện phong ngấn hình chu van từ nhỏ ở đầu mũi kiếm cho tới mấy trăm mét kiếm vũ phóng ra phong ngấn chữ vạn mấy trăm mét cũng hóa thành một đạo phong ngấn lợi khí khủng bố ác liệt phá tan quyền đào sóng khí của hải vương khô lâu lại một lần nữa chém vào thân thể hải vương khô lâu thân thể hải vương khô lâu như núi nhưng dưới phong ngấn thì vẫn lùi lại vài bước bị đề ớn nh vào hải nhai làm hải nhai suýt nữa vỡ tan cô nương này rất mạnh đồng tướng quân không nhịn được mà nói một tiếng sở dĩ ban đầu thấy mấy thanh niên này chạy tới du sơn ngoạn thủy chủ yếu là thấy mục ninh tuyết quá đẹp mà đã người đẹp thì trong giới giải trí đều phong hoa tuyệt đại làm sao có khả năng chém giết tới máu chảy hy sinh trên chiến trường nhưng lúc này thấy mục ninh tuyết ra tay đả thương hai lần hải vương khô lâu càng sưng sững không lùi trước hải vương khô lâu cường đại để nhiều pháp sư cấp tướng đều thấy thẹn mặc phàm quản cho tốt bạn gái của cậu lại đi không chờ mọi người thương thảo kế hoạch động thủ một thoáng sau triệu mãn duyên kêu lên quá nửa là cô ấy chê mấy người lề mề như đàn bà tương thiếu nhớ từ phía sau đi tới mang theo vài phần cười nhạo không phải bảo mấy người không được tới đây hay sao mặc phàm tức giận tiện thể chừng mắt linh linh xung quanh đây không có nguy hiểm gì ngoại trừ hải vương khô lâu này linh linh nói mấy người còn chờ gì nữa Mục Ninh Tuyết đã đấu được mấy hiệp với Hải Vương Khô Lâu rồi kìa tương thiếu như tức giận mắng. Khi trong đội ngũ quốc phủ thì Mạc Phàm phát hiện Mục Ninh Tuyết tồn tại như Vankiri đặc biệt thư thái. Mạc Phàm vốn là pháp sư hủy diệt, mà loại pháp sư này trong đoàn đội có vị trí khá thấp, chủ yếu là thi triển những ma pháp có thời gian lâu, cũng đã kích hủy diệt kẻ địch vào lúc mấu chốt. Nhưng lâu nay Mạc Phàm đều xông lên tiền tuyến, không chỉ có đối phó chính diện, càng phụ trách đả kích hủy diệt, hoàn toàn là pháp sư đa năng. Không vội tiến lên là do Mục Ninh Tuyết đang đối kháng chính diện, Mạc Phàm có thể thanh thản ổn định ấp ủ ma pháp bất kể là lôi long vĩ của lôi hệ hay thiên hỏa của hỏa hệ đều cần một ít thời gian chuẩn bị khi sự chú ý của hải vương khô lâu đều tập trung vào mục ninh tuyết mặc phàm vừa hay hoàn thành long vĩ hủy diệt lôi long vĩ lôi điện trên bầu trời lít nha lít nhít đan dệt như long vĩ lôi thần lộ ra từ mây đen dày đặc mang theo phẫn nộ với mảnh lục địa ngoài khơi này bỗng nhiên chém xuống toàn bộ nước biển nổ lên không trung lôi điện giật nát đảo sương mù màu đen này hải vương khô lâu bị lôi long vĩ đập làm cho quỳ một nửa trong nước biển thân thể cúi xuống hàng tấn nước biển trên người nó tan rã ra một loại chất lỏng xiên xịt quái lạ cũng theo vết thương tràn ra ngoài cũng không biết có phải là huyết dịch của hải vương khô lâu hay không từng tia lôi điện trắng kiện như khóa sắt xuyên vào cơ thể của hải vương khô lâu tựa hồ như chiếu ra cốt hình bên trong vị quân chủ này lúc này hải vương khô lâu phẫn nộ quay lưng lại vách núi linh linh cố ý tới gần một ít nhìn chằm chằm lôi điện dày đặc chỗ cốt lưng của hải vương khô lâu khi ánh chớp lóng lánh làm cho sống lưng hải vương khô lâu hiện ra một loại cốt hình kỳ quái khác có chút dị dạng nhưng trong mắt của linh linh thì như một loại đằng văn cổ lão là cốt ấn đồ đằng linh linh cực kỳ kinh hỉ nói linh linh như bản năng tiến về phía trước cơn gió phá hết thân thể hải vương khô lâu suýt chút nữa thổi vào thân thể mảnh mai của linh linh opace nhanh tay lẹ mắt kéo linh linh trở lại không muốn sống nữa à opace chừng mắt linh linh một cái đi nói cho mặc phàm đầu cuộc sống của hải vương khô lâu có dấu ấn đồ đằng linh linh vội vàng nói sống lưng thật sự mặc phàm còn không để ý tới sau lưng hải vương khô lâu lại có một dấu ấn đặc thù như thế nhưng cái tên này đúng là đồ đằng sao nhìn qua hoàn toàn không giống xưa nay chưa từng nghe nói đồ đằng nào làm vong linh hệ ầm 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 hải vương khô lâu tức giận mang theo vài phần uất ức nếu là trong trạng thái toàn thịnh thì tuyệt đối có thể giết chết những người này bản nguyên sinh mệnh đang trôi đi làm cho uy lực yêu thuật nó dùng yếu đi nhiều nhưng quân chủ vô địch trung quy là có uy năng mạnh mẽ thân thể nó lún xuống làm rung động hải dương sau đó là bầu trời âm u tối tăm lập tức thấy trong biển đen không ngừng dâng lên những bộ xương trắng toát cốt hải như sóng đánh tới bầu trời mà toàn bộ hải lý cũng đầy rẫy như bộ hài cốt khủng bố theo hải vương khô lâu rít gào lên hai cốt biển gầm bao trùm tới cảnh tượng địa ngục chân thực hiện ra Mạc Phàm đứng ở xa cũng cảm nhận được hài cốt biển gầm này đáng sợ. Hiện tại nếu ở trong đó thì sẽ có cảm giác ngột ngạt bất cứ khi nào cũng sẽ tan xương nát thịt, bản lĩnh đầy người cũng không cách nào triển khai. Lúc áp bách thì cho dù là quân chủ vô địch bị thương nặng, cũng sẽ tạo ra áp bách lớn cho kẻ địch khi dùng tới uy năng. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết cơ hồ bị nuốt vào trong hài cốt biển gầm, thân thể nhẹ nhàng quay cuồng tùy ý, hai người đều bị thương trong xung kích cuồng mãnh kịch liệt này. Chỉ là uy lực của hài cốt biển gầm không phải như lúc cường thịnh, hài cốt chồng chất càng cao như núi xương thật to ầm ầm đổ xuống, Mạnh mẽ ép vào thân thể nhỏ như kiến. Phóc Mặc Phàm dùng thiên môn chống đỡ, nhưng vẫn chấn động tới mức phun máu. Mục Ninh Tuyết sau lưng Mặc Phàm, biết Mặc Phàm vì mình mà bị thương, mặc dù Mục Ninh Tuyết có dùng siêu nhân lực phong hệ thì vẫn không cách nào giảm bớt đả kích từ hài cốt biển gầm. Nấp phía sau tớ đi Triệu Mã Duyên hiện thân, toàn thân có vô số giọt nước hiện ra màu vàng nhạt bay xung quanh. Khả năng là cậu không chịu nổi đâu, uy lực của tên này Mặc Phàm lấy tay che ngực nói. Bớt nói nhảm đi, không có gì mà Triệu Mã Duyên tớ không làm được giọt nước trên thân Triệu Mã Duyên càng lúc càng dày đặc. Mạc phàm cùng mục ninh tuyết lùi ra phía sau lúc này Mạc phàm mới để ý tới những thủy phật châu trên thân triệu mãn duyên lại tương tự như bản lĩnh của trưởng giáo ngô khổ xem ra triệu mãn duyên đã triệt để luyện hóa thủy phật châu biến nó thành năng lực cường hãn cứng rắn không thể nào phá vỡ của mình ngươi có thể làm triệu gia gia của ngươi lùi về sau một bước thì coi như ta thua triệu mãn duyên phô ra tư thế ngạo nghễ hiếm có trên tay trái là mõ bồn chứa có thể thấy những dấu ấn bá hạ cổ lão trải rộng trên những thủy phật châu dày đặc cũng hiện ra màu vàng nhạt mà tay phải lại có thủy phật châu như ẩn như hiện hào quang thành khiết như áo cà sa bao phủ thiên địa, cực kỳ rộng lớn, những thủy Phật châu hiện ra kim quang càng như châu báu trên áo cà sa, rực rỡ muôn màu. Kim quang lóng lánh, sừng sững bất động, triệu mã duyên như triển lộ ra oai nghiêm của La Hán kim thân, Hài cốt dưới Phật tính kiên mang này khó mà có thể đẩy lùi nửa phần. Anh chịu lợi hại quá. Trương Tiểu Hầu ở biên giới điên cuồng trợ uy, là một pháp sư thích khách không am hiểu chém giết, nhiều lúc đi một vòng xung quanh tìm kiếm một cơ hội thích hợp để tung ra đòn chí mạng. Mặc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đắc ý thở lấy hơi, tiếc là không có pháp sư chỉ rũ hệ, không phải vậy rất nhanh đã có thể khôi phục thương thế của bọn họ như cũ không có gì đáng ngại chứ Mặc Phàm ân cần hỏi han Mục Ninh Tuyết lắc đầu uy lực mạnh mẽ chân chính đều được Mặc Phàm cản lại ngay sau đó có triệu mãn duyên đứng ra đỡ Mục Ninh Tuyết không bị thương ầm ầm thân thể Hải Vương khô lâu lại một lần nữa hiện lên nhìn cốt hải hòa tan vào trong hào quang kia hai mắt của nó lại càng sắc bén hơn thân thể bước ra Hải Vương khô lâu bay vọt khỏi trong nước biển dựa vào thân thể to lớn như núi trực tiếp đạp triệu mãn duyên triệu mãn duyên cũng không cam lòng yếu thế hai tay mở ra lấy cự nhân chi ủng ứng đối dù cho cự nhân nát tan thành bọt biển thì triệu mã duyên cũng không có gì quá đáng lo lão triệu tránh ra một chút lúc này âm thanh của mục bạch từ hải nhai truyền tới bút băng nghiên tuyết trước đó một khoảng thời gian dài mục bạch đều cầm bút băng này vung vẩy về phía biển lớn vô ngần hoàn toàn như một họa sĩ lấy bầu trời hải dương làm giấy vẽ triệu mãn duyên biết mục bạch ra tay vội vàng nghiêng mình tránh ra sông băng treo ngược không tên mang theo khí thế nguy nga hải vương khô lâu vừa ngẩng đầu nhìn thấy là một băng sơn nguyên thủy hơn nữa còn đang rơi xuống. Nếu không nhìn kỹ sẽ cảm thấy một khối bầu trời băng lam sụp đổ xuống, mạnh mẽ đập xuống hải vực nhân gian, có thể thấy được mục bạch triển khai ra sông băng treo ngược này là chấn động như nào. Hải vương khô lâu tàn phá bừa bãi sông băng thiên hãm như là cuồng ma, băng sơn dày chắc cứng rắn trực tiếp vỡ tan. Chỉ là sông băng thiên hãm này hoàn toàn được hình thành từ băng mạch nghìn năm, hải vương khô lâu dùng lực lớn cũng không thể phá tan toàn bộ trong khoảng thời gian ngắn được, rốt cuộc thân thể ngông cuồng của hải vương khô lâu vẫn bị ép cong. Sông băng thiên hãm của mục bạch đưa tới tác dụng áp chế then chốt, làm mọi người đều có thời gian đủ để thi pháp. Mạc Phàm lập tức vận dụng cự trảo lôi hệ. Mục Minh Tuyết rút ra một mũi tên băng tinh. Trương Tiểu Hầu tạo ra bão táp chân không. Ba người cùng vận dụng siêu giai hủy diệt, mấy loại sức mạnh siêu giai hòa vào cùng nhau, trong khoảng khắc để đảo sương mù màu đen nho nhỏ này hóa thành mảnh vỡ đá ngầm. Thân thể Hải Vương Khô Lâu lại một lần nữa xuất hiện tan vỡ, lồng ngực, đầu, hai chân, nếu hình thái của nó như một bộ xương thì lúc này càng như là xuất hiện thêm nhiều vỡ tan, lỗ thủng, thiếu hụt. Long, một tiếng gào thét, biển phương xa hóa thành màu đen, cuồn cuộn mà tới, nhìn qua như có hàng ngàn hàng vạn giao long đang quay cuồng, cảnh tượng kinh người. Nước biển màu đen này tràn vào người Hải Vương Khô Lâu, những chỗ nát tan trên thân thể nhanh chóng khép lại. Vất vả tạo ra được một ít thương tích cho Hải Vương Khô Lâu, vậy mà giờ đã biến mất. Thậm chí sau khi Hải Vương Khô Lâu được nước biển màu đen gia trì, càng trở nên hung ác hơn. Phá hết chi phong lại một lần nữa bao phủ, trong khoảnh khắc đánh bay năm người ra ngoài, khi thế Hải Vương Khô Lâu đột nhiên tăng lên nhiều như là có cảm giác không ngừng tạo ra uy hiếp tính mạng cho nó thì sức mạnh của nó sẽ càng tăng lên đáng sợ. Cái tên này sao mà giết không chết? Mũi tên băng tinh của Mục Ninh Tuyết cùng thương lôi cự trảo của Mạc Phàm đều mang uy lực cực kỳ cường đại, sinh vật quân chủ cũng không chịu được. Rõ ràng là Hải Vương Khô Lâu bị thương nặng như thế, đả kích như vậy đáng lẽ phải làm nó thoi thóp, cuối cùng Hắc Thủy kéo tới để Hải Vương Khô Lâu dũng mãnh như lúc ban đầu. Không thể đánh giết thô bạo như vậy được, tên này nắm giữ thần thông Hắc Thủy sở dĩ ma đô điều động ba đỉnh vị giả tới là muốn nhấn chết hải vương khô lâu chỉ trong một lần trương tiểu hầu nói hiểu rõ năng lực của đối thủ vào lúc này trở nên rất quan trọng vốn tưởng rằng sau khi hải vương khô lâu bị trọng thương đã đánh mất thần thông hắc thủy nhưng không ngờ nó vẫn nhanh chóng đưa được nước biển vào trong thân thể làm cho thương thế khép lại nhưng mạc phàm đặc biệt quan sát trọng thương trước đó của hải vương khô lâu không được khôi phục lại cánh tay của nó vẫn cụt bụng của nó vẫn có nhiều lỗ thủng tạo thành từ trước đó chỉ có mỗi vết thương bọn họ mới gây ra là đã được khôi phục lại điều này đáng để cân nhắc giả như cái thần thông hắc thủy của nó cường đại như vậy tại sao không một hơi khôi phục lại tất cả trọng thương mấy người bọn họ cũng sẽ bị nghiền nát chỉ trong vài phút linh linh đã nói trên sống lưng của nó có dấu ấn đồ đằng mặc phàm cố ý vòng tới sau lưng hải vương khô lâu hình thể tên này xác thực khổng lồ muốn tìm tới dấu ấn hải cốt kia có chút khó khăn nó là đồ đằng thú sao mặc phàm không khỏi suy ngẫm bất luận là nhìn từ phương diện nào thì hải vương khô lâu cũng không có bất kỳ quan hệ gì với sinh vật đồ đằng hơn nữa cũng không có bất kỳ văn hiến nào cho thấy trong đồ đằng có sinh vật như vậy tồn tại như vậy dấu ấn đồ đằng trên hài cốt của nó. Linh Linh, em có biết cốt ấn đồ đằng sau lưng nó đại diện cho đồ đằng nào không? Mặc Phàm lập tức hỏi. Thực tế Mặc Phàm không hỏi thì Linh Linh cũng dựa theo bút ký cùng trí nhớ của mình để đi tìm. Ấn đồ đằng ghép lại với nhau sẽ tạo ra một đồ đằng càng lớn, vấn đề là bây giờ Linh Linh phải làm rõ cốt ấn đồ đằng này thuộc về tiểu đồ đằng hay đại đồ đằng, hơn nữa cũng có thể thuộc về thánh đồ đằng. Đồ đằng thú của đại có năng lực nuốt chửng, thường sẽ nuốt những đồ đằng nhỏ yếu, hóa thành một phần thân thể cùng sức mạnh của nó bây giờ có nhiều dấu vết đồ đằng không hoàn chỉnh như vậy muốn tìm ra được cái xứng đôi với dấu ấn cốt hài này xác thực không phải là một chuyện dễ dàng loại trừ những đại đồ đằng kia ra thì cũng chỉ còn lại thánh đồ đằng linh linh trốn rất xa cũng rất chăm chú giờ phút này linh linh như tiểu thiếu nữ đang chơi ghép tranh sa bàn vì để tìm ra đồ đằng chuẩn xác thì nhất định phải không ngừng phá tan xếp lại chấp vá dù sao cũng có một ít dấu ấn đồ đằng thú có vị trí tồn tại trùng lập lông vũ thần bí của đồ đằng rốt cuộc linh linh cũng tìm được một chỗ ăn khớp với tổ đồ đằng mạch hệ lông vũ thần bí nguyệt nga hoàng đều thuộc về một trong thánh thú đồ đằng khi linh linh vừa mới chấp phá xứng đôi kỳ thực bỏ hai thứ này ra ngoài bởi vì linh linh cảm thấy hải vương khô lâu cùng hai loại đồ đằng phi hành này chẳng có liên quan gì ai biết được khi so lại mới phát hiện ra dấu ấn đồ đằng nằm trên cốt hải bắt nguồn từ mạch hệ đồ đằng của lông vũ thần bí nguyệt nga hoàng mặc dù không biết dấu ấn đồ đằng của hai đồ đằng này hợp vào nhau sẽ tìm ra đồ đằng mạnh như nào chị tương chị xem trong bản ghi chép của anh chị có phần nào tương tự với đồ đằng này không linh linh đưa hoa văn đồ đằng đã chấp phá cho tương thiếu nhứ tương thiếu nhứ biết cái này rất then chốt cho chiến đấu lập tức nỗ lực nhớ lại hồi tưởng của tương thiếu nhứ kỳ thực là một loại tâm linh mộng cảnh đưa bản thân vào mộng cảnh tạo ra trong quá khứ bởi vậy sẽ gợi lại ký ức sâu thẳm nhất trong đầu nhớ lại những sinh vật đồ đằng mà tương thiếu quân nói cứ việc cách này rất mất phương hướng nhưng đúng là tìm được không ít vết tích đồ đằng trong thần thoại có con trùng minh điểu cũng tự xưng là bất tử thần điểu nó gặp hỏa chữa trị chạm viêm phục sinh là thần linh bảo vệ nhân tộc ở phía tây là khắc tinh của lang yêu ma hổ hung mãnh dị thường thần uy vô địch anh à anh thích lừa người đến vậy sao giả như trên thế giới này thật sự có bất tử thần điều đi thế thì tại sao đến hiện tại nó lại biến mất rồi lúc còn nhỏ tương thiếu nhứ hầu như không được ở gần cha mẹ bọn họ đều bận với đại sự quốc gia người làm bạn nhiều nhất là anh trai tương thiếu quân nhưng tương thiếu quân thường xuyên đi xa nhà chờ tới khi tương thiếu quân trở về nhà người anh trai này rất tha thiết cùng xe mê kể những gì đã trải qua cho đứa em gái nghe vào lúc đó tương thiếu nhứ như là được nghe chuyện cổ tích thực tế thì hoàn toàn quên đi rất nhiều cũng còn may tương thiếu nhứ là pháp sư tâm linh hệ mà ký ức kỳ thực không biến mất vĩnh viễn chỉ là được giấu ở nơi sâu nhất trong đại não cần một ít vật tượng trưng để nhớ lại dấu ấn đồ đằng đây là đánh dấu tốt nhất rồi chính vì lẽ đó mà không ai giết được nó trừ khi nó nản lòng thoái chí nó gặp hỏa chữa trị dù là gặp một ít ánh sáng ấm áp cũng có thể để nó tái sinh từ cho tàn cho nên khi nó chọn tự mình diệt vong cách duy nhất là nấp trong hắc ám biển sâu lạnh lẽo chỉ có mai táng bản thân ở nơi đó thì nó mới triệt để chết đi nhưng đó cũng chỉ là phong ấn một thời gian nếu như một ngày nào đó hải dương khô cạn ánh mặt trời chiếu xuống đáy biển khô cạn hoặc là có dung nham chảy qua hài cốt của nó thì nó vẫn tỉnh dậy quang minh tái hiện liệt diễm trùng thiên vừa nói dứt câu thì tiếng ầm ầm truyền tới tương thiếu nhứ chìm trong mộng cảnh đột nhiên tỉnh lại là trùng minh thần điều tương thiếu nhứ vừa mở mắt ra ngay lập tức nói với linh linh trùng minh thần điều gặp hỏa chữa trị chạm viêm tái sinh hải vương khô lâu nắm giữ năng lực tương tự nhưng mà nó gặp nước chữa trị tương thiếu nhớ tỉ mỉ suy nghĩ lại vỗ mạnh một cái lập tức hiểu ra cái gì ngay sau đó tương thiếu nhứ dùng tâm linh nói với mọi người đảm bảo cho bọn họ cũng có thể nghe thấy hải vương khô lâu mang thuộc tính vong linh tớ nghĩ là nó đã luyện hóa hải cốt của trùng minh thần điều trôn ở dưới đáy biển cũng thông qua diễn hóa thần thông mà có được năng lực gặp nước chữa trị gần như tái sinh tương thiếu nhứ vội nói với mọi người chị ơi giờ này nói ra cái này thì có lợi gì cần nhất là làm sao để giết chết được nó đây này triệu mãn duyên cười khổ nói là đà gầy còn hơn ngựa béo sao hải vương khô lâu thực sự cuồng mãnh mấy người hợp lực lại cũng không tạo thành được bất cứ thương tổn gì cho nó ngược lại mấy người bọn họ bắt đầu chịu thương tổn liên tiếp có chút không kiên trì được trùng minh thần điểu gặp dung nham sẽ tái sinh dù cho chỉ còn lại hài cốt mấy cậu nghĩ cách để khối xương có dấu ấn đồ đằng sau lưng hải vương khô lâu chạm vào liệt diễm tương thiếu như nói hải vương khô lâu cường hãn như vậy có liên quan rất lớn tới hài cốt bất tử thần điểu mà nó đang nắm giữ cũng chính hài cốt đồ đằng đặc thù này ban cho nó thần thông chữa trị cậu chắc chắn chứ triệu mãn duyên mang theo hoài nghi với những lời mà tương thiếu như nói tạm thời không nói tới hài cốt này ẩn trong hải dương hơn ngàn năm truyền thuyết trùng minh điều có ứng nghiệm hay không nếu có một tầng nước biển màu đen bao bọc lấy hải vương khô lâu hỏa diễm không cách nào chạm tới xương sống lưng của nó xương sống lưng của nó rất hoàn hảo lúc trước bị nhiều pháp sư siêu giai oanh tạc như vậy mà nó vẫn sừng sững không ngã đủ để thấy phòng ngự của nó dày vượt xa những quân chủ tầm thường các cậu nghĩ cách để nó lộ phần lưng tớ đục hắc thủy ra ngoài rồi rót dung nham vào mặc phàm tin vào tương thiếu nhứ để em cầm cố hai chân của nó mục ninh tuyết nói mục ninh tuyết lùi về phía sau đứng trên gió biển tung bay thân thể mềm mại như lông vũ trắng nõn mà linh động. Hồ Hoán Băng tinh sắc cung ra, phía trên tỏa ra hào quang gần như chiếu sáng bầu trời tối tăm. Tóc ngân tuyết bay lung tung quét nhẹ vào khuôn mặt, hoặc quấn vào cổ trắng như tuyết, hoặc là hất tung lên theo đường cong quyến rũ mê người. Thiên Băng địa Tinh. Mũi tên gào thét xuyên qua cuốn theo vài lớp băng bụi tùy ý trong bầu trời cùng hải dương, mũi tên ở trung tâm thẳng tắp hướng về Hải Vương Khô Lâu. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt. Nước biển đông lại, đá cũng đông theo, gió biển ẩm ướt đông lại thành từng sợi bông trắng. Hải Vương Khô Lâu phản ứng cực kỳ nhanh, đang định nhảy lên thật cao tránh khỏi khu vực đóng băng cực tốc này thì trương tiểu hầu đã đúng lúc dùng phong thường bệnh thành phong lưới hạn chế hải vương khô lâu phong lưới cũng không ngăn được man lực mạnh mẽ của hải vương khô lâu nhưng chỉ cần hơi trở ngại một chút thì nửa thân dưới của hải vương khô lâu sẽ bị băng tinh sát cung của mục ninh tuyết đóng băng lại nắm giữ ma cụ đặc thù như băng tinh sát cung mục ninh tuyết triển khai ma pháp băng hệ thậm chí đạt tới đỉnh cao băng hệ nhưng cũng có thể thấy mũi tên này tiêu hao lượng lớn tinh thần lực của mục ninh tuyết nửa phần dưới của hải vương khô lâu bị đóng băng chắc chắn không phải băng tuyết tầm thường bao trùm mà là tinh khối cứng rắn như sắt thép dù cho dùng ma pháp hủy diệt mạnh mẽ thì cũng rất khó tạo thành vết nứt vỡ trên bề mặt mặc phàm thấy mục ninh tuyết thành công nhốt hải vương khô lâu lập tức dùng fordorjin ảnh lẻn ra phía sau lưng hải vương khô láo lòng tính cảnh giác của hải vương khô lâu khá mạnh đặc biệt là khi mặc phàm tiếp cận lưng nó thì nó lập tức vận vẹo thân thể một cái tay của nó đột nhiên hướng lên trời mặc phàm lập tức cảm nhận được một luồng sóng khí vô cùng to lớn ập đến mạnh tới nỗi ép mặc phàm lộ ra nguyên hình sóng khí như một bình phong che chắn cho hải vương khô lâu để mặc phàm không cách nào tới gần đặc biệt là lưng nó từng tầng một đừng nói là tới gần hải cốt đồ đằng muốn chạm vào được hải vương khô lâu cũng khó anh phàm để em hấp dẫn sự chú ý của nó trương tiểu hầu nói em hấp dẫn cũng không có tác dụng mặc phàm vừa dứt lời thì thấy trương tiểu hầu hóa thân thành một con quay gió đột nhiên chui vào lỗ thủng ở lồng ngực của hải vương khô lâu thể tích hải vương khô lâu khổng lồ như núi mà vị trí vết thương trước đó lại như là hang núi trương tiểu hầu tài cao gan lớn xông vào trong ngực của hải vương khô lâu như một con phệ trùng quả nhiên hải vương khô lâu rất sợ sinh vật không rõ tiến vào trong thân thể của mình sau lưng có hải cốt quan trọng mà trước ngực cũng có nội tạng kết tinh phá hết chi khí của nó bắt đầu biến hóa từ trong thân thể phóng ra ngoài muốn đánh bay con sâu nhỏ trương tiểu hầu này ra trương tiểu hầu thật sự có gan lớn không chỉ thuận thế rời đi lại đột nhiên chui vào trong xương ngực của hải vương khô lâu cũng dựa vào xương ngực của hải vương khô lâu làm càng tránh gió long hải vương khô lâu cũng bắt đầu hoảng rồi một pháp sư nhân loại nhỏ bé chạy vào trong lồng ngực giả như là pháp sư lôi hệ uy lực cực kỳ cường hãn như mặc phàm thì chẳng khác nào là chôn bom trong ngực dù như nào nó cũng không thể để trương tiểu hầu chui vào lấy hết phá chi phong có thể điều động phóng ra ngoài dù cho tạo thành một ít thương tổn với xương cốt thì nó cũng không tiếc hành động này của trương tiểu hầu đưa tới hiệu quả mặc phàm đã nhìn thấy hải cốt đồ đằng tiểu viêm cơ mặc phàm hô to một tiếng tiểu viêm cơ chờ lệnh đã lâu trực tiếp hiện lên chói lóa trên đỉnh đầu mặc phàm như mặt trời mặc phàm khoác lên áo choàng cực nóng này toàn thân bốc cháy đỏ hồng. Từ mạch máu, gân cốt cho tới bắp thịt, toàn thân mặc Phàm đều do dung nham tạo thành, giống như con trai của của mặt trời, uy nghiêm nóng rực vô tận. Mặc Phàm biến thành trong Hỏa Diêm Vương trong chớp nhoáng, hai cốt đồ đằng trên thân Hải Vương Khô Lâu phát ra hồng quang tựa hồ nóng bỏng tỏa nhiệt. Thân thể Hải Vương Khô Lâu tạo thành từ nước biển, có ma khí phụ thể, phá hết chi phong làm tư thái, dù cho là cốt hải cũng đầy từ khí vong linh. Nhưng một khối xương trên lưng giờ đây như một khối thép đỏ hồng lấy ra từ lò nung. Như vậy càng chứng minh lời nói của Tương Thiếu nhứ. Mạc phàm không do dự lao vào như trương tiểu hầu trực tiếp vào trong ma thân hải vương khô lâu bình thường thiên hỏa không làm tan được ra thịt hắc thủy của hải vương khô lâu nhưng mặc phàm trực tiếp hóa thành thái dương mạnh mẽ hòa tan hải vương khô lâu đang chứng khí hư cực nhược cũng chưa chắc là đỡ được hải vương khô lâu đã cảm giác được phần lưng nóng gian nó đua cánh tay về phía sau muốn bóp chết mặc phàm lúc này triệu mã duyên cùng mục bạch quả đoán ra tay ngăn cản cánh tay ma vũ của hải vương khô lâu làm cho mặc phàm có nhiều thời gian hơn sống lưng dày đặc hắc thủy cũng đã tan ra Mạc phàm cũng cảm giác sắp bị thiên hỏa phân diệt trước đây ít khi dùng tới nhiệt độ cao như vậy dung nham quyền hà mặc phàm vào đấm vào hài cốt đồ đằng bắp thịt hắc thủy xiên xệt đỡ lại được rồi ẩm mặc phàm không nhụt trí lại tung dung nham quyền hà vào vị trí đó tung ra uy lực lớn nhất ẩm cú đấm thứ ba ẩm cú đấm thứ tư dung nham đã bắn tung tóe ra xung quanh dung nham chạm vào không khí càng đốt thành một chuỗi hỏa đằng bốn đấm không đục được ra mặc phàm hít sâu vào một hơi lại tiếp tục oanh kích có thể thấy hài cốt đồ đằng càng lúc càng nóng lên, nguyên bản như một khối cốt thiết lạnh lẽo không có sự sống, cũng không có sức sống, thậm chí mang theo vài phần tà tính. như nhiệt độ càng cao dần làm hài cốt màu đỏ như tỏa ra nhiệt lượng, chính nó đang tự thiêu đốt. Ma thân to lớn của Hải Vương Khô Lâu cũng chỉ có nghỉ khối xương, chỉ có một hài cốt này có ấn đồ đằng, hỏa hồng nóng rực, nó như muốn thoát khỏi tử vong, lạnh lẽo, thân thể tà ác này, tự mình niết bàn, tự mình phi thiên. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review Chuyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!